Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 129. Không tệ. Đã đến đại điện. Mời Diệp tiên sinh ra tay. Diêm Chấn Đông mang Diệp Thần hồi đến đại điện. Trong đại điện còn có không ít thần y, nhìn chăm chú Diệp Thần, trong đó không thiếu phát ra hừ lạnh một tiếng, bất tiết nhất cố thần sắc. Cũng có vô cùng tò mò, Diệp Thần rốt cuộc có biện pháp gì, có thể cứu chữa Diêm Nhược Hân tiểu thư. Không biết, Diệp tiên sinh chuẩn bị như thế nào cứu chữa à? Diệp tiên sinh, rốt cuộc có thủ đoạn gì à? Diệp tiên sinh, trước đây vì sao không ra tay à? Đối mặt rất nhiều thần y nghi vấn. Diệp Thần không có trả lời, ngược lại vung tay phải lên, một hồi màu xanh biếc ánh sáng nổi lên, nhưng gặp 17 cây u ngọn lửa màu xanh ra trời bao gồm châm cứu nổi lên, từng cổ một hoang cổ hơi thở tràn ngập ra. Vèo! Diệp Thần lúc này đánh ra một cây châm cứu, trực tiếp đâm vào Diêm Nhược Hân ấn đường. Rồi sau đó, nhanh chóng đánh ra 7 cây châm cứu, phân đừng đánh chúng liền Diêm Nhược Hân tứ chi, cùng với vạn niên hàn băng giường đông bắc nam ba cái phương diện. Hô hô hô, tiếng chuông, thương, từng trận cổ xưa thanh âm nổi lên. Nhưng gặp 8 sợi châm cứu đồng thời hiện ra cổ xưa minh văn, từng trận lam quang hiện lên mở, đi đôi với gió lớn gào thét, dần dần hình thành giống như lóa mắt quang giống vậy cảnh tượng, rừng rưng màu xanh phù văn cổ xưa. Nhưng là giống như là chữa trị thánh dược như nhau, qua lại tiến vào Diêm Nhược Hân trong cơ thể. Màu xanh ra trời phù văn cổ xưa, tiếp xúc Diêm Nhược Hân trong cơ thể ngay tức thì, liền giống như tiếp xúc hư không vậy, trực tiếp xuyên thấu ra, nhưng là để lại một loại vô cùng là phong cách cổ xưa vật chất, tựa hồ độc lửa tiếp xúc tới những thứ này vật chất, liền khác thường vững vàng lại. Vèo vèo vèo, vèo, Diệp Thần lại lần nữa đánh ra cái khác 9 cây châm cứu. Phân biệt đâm vào Diêm Nhược Hân ngũ tạng lục phủ và gò má hai bên, chóp mũi vân. Vân vị trí bên trên, màu xanh cổ xưa minh văn càng phát ra thịnh vượng, vậy cổ thần bí vật chất, vậy càng ngày càng nhiều, lộ vẻ được phá lệ thần kỳ. Cái này, đây là thương minh 17 kim à. Áp dụng thương minh lực, phối hợp châm cứu lực, kết hợp với thiên địa ngũ hành khả năng, có thể trị vạn vật thuật pháp à. Một vị lâu năm thần y thở nhẹ ra tới, nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, trước đây bất tiết nhất cố thần sắc hoàn toàn biến mất, đổi là mặt đầy ước ao và kỳ vọng, trong miệng tự lẩm bẩm. Cái gì? Đây là thương minh 17 kim. Thương minh 17 kim. Lại có thể sẽ là cái này. Cái khác thần y ngạc nhiên tỉnh ngộ lại. Cũng là một mặt khiếp sợ nhìn Diệp Thần, liền giống như nhìn thế giới mới vậy. Vậy cổ kích động và khó có thể dùng lời diễn tả được thần sắc, hoàn toàn bao phủ bọn họ. Hắn, lại có thể sẽ như vậy chi y thuật. Khó trách hắn có thể một mắt nhìn thấu ta cử động. Thanh Thu Vân cũng là thân hình chấn động, không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể sẽ cái này loại cổ xưa pháp thuật, xem ra lai lịch của nó vô cùng là không tầm thường à. Ngâm, một đạo chim thương ưng vậy tiếng kêu truyền ra tới. Nhưng gặp Diệp Thần hai tay giơ lên, đỉnh đầu hội tụ ra màu xanh biếc sinh mạng khả năng, ngưng tụ ra một cái sinh mạng chim thương ưng, sừng sững gian chim thương ưng bay vào Diêm Nhược Hân trong cơ thể, người sau cả người liền giống như rực rỡ đổi mới hoàn toàn như vậy, vậy chỉ sinh mạng chim thương ưng phảng phất có chữa thế giới hết thảy đau đớn năng lực. Đây là thương cổ tuyệt mệnh thuật à. Cho dù là đã tuyệt mệnh người, bị sử dụng một chiêu này, cũng có thể ngay tức thì khôi phục như cũ à. Vị kia lão thần y kích động lệ nóng doanh tròng, nói ta cuối cùng lại nhìn thấy liền cái này loại siêu nhiên thuật pháp, thương cổ tuyệt mệnh thuật à, đây là thời kỳ thượng cổ thương cổ y thần tuyệt chiêu à. Chẳng lẽ, cái này Diệp Thần là thương cổ y thần truyền nhân? Thương cổ y thần y thuật lại xuất hiện thế gian? Cái này, làm sao có thể? Ở thần quốc, võ đạo và y đạo cũng là đại đạo. Võ đạo truyền thuyết, có thể có rất nhiều. Nhưng là y đạo truyền thuyết, chỉ có một người. Đó chính là thương cổ y thần. Hắn y đạo là linh võ đại lục đỉnh cấp, cho dù là để cho rơi xuống cường giả cũng có thể sống lại tồn tại. Võ đạo thực lực hắn chỉ cần một chiêu thương cổ châm cứu, là được giết một vị cường giả đỉnh phong, nóng này cực kỳ cổ quái. Mặc dù y đạo thông thần, nhưng là nổi danh thấy chết mà không cứu, thậm chí vậy không thu học trò. Cả đời bên trong chỉ xuất thủ qua 17 lần, cứu đều là chạm ách cảnh cường giả đỉnh phong. Thậm chí có nửa bước hỗn độn.
Hơn nữa đều là những thứ này cường giả đỉnh phong khổ khổ muốn nhờ. Thậm chí 10 trong 7 người, có 15 người ở Thương Cổ Y Thần ngoài cửa quỳ vượt qua 10 ngày. Cường giả tôn nghiêm, ở Thương Cổ Y Thần trước mặt không chịu nổi một đề ra. Tại chỗ tất cả thần y sau lưng lạnh cả người. Bọn họ lại bất chi bất giác đắc tội Thương Cổ Y Thần truyền nhân. Cái này tương đương với tội chết à. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng là hồn nhiên không đóng tim hết thảy. Đoạn thời gian này, đêm đến lúc đó, hắn cũng sẽ ở trong luân hồi mộ địa học tập Thương Cổ Y Thần y thuật. Mới đầu, hắn không hề cho rằng như thế nào, nhưng là giờ khắc này, hắn hoàn toàn cảm nhận được Thương Cổ Y Thần y thuật mạnh mẽ. Lão Thương, nửa bước hỗn độn cường giả ở các ngươi bên ngoài thật quỳ vượt qua 10 ngày. Diệp Thần đột nhiên hỏi. Nhưng mà, qua thật lâu, Thương Cổ Y Thần thanh âm mới vang lên. Diệp Thần, y thuật ý nghĩa tồn tại chính là cho tuyệt vọng người sống tiếp cơ hội. Thế gian mạnh hơn nữa người, đối mặt sống chết, cũng sẽ bại lộ nhân tính nhược điểm. Nửa bước hỗn độn thì như thế nào, bọn họ cuối cùng là người có máu có thịt, bọn họ không có không chết khu. Bọn họ lúc tuyệt vọng, quỳ ta thì như thế nào? Thật ra thì, năm đó, ta cũng không phải là thấy chết mà không cứu, ta học y thuật là vì hành nghề y tế thế, chỉ tiếc, sự kiện kia phát sinh sau đó, ta liền rõ ràng, cứu người là một chuôi hai lưỡi kiếm. Ban đầu, ý ta bên ngoài cứu một người, lại không nghĩ rằng, người nọ giết thần quốc mấy triệu người. Ta cả đời này, đều ở đây cứu chuộc mình. Nếu như năm đó ta không cứu, có lẽ vậy mấy triệu người cũng không biết chết. Ta cả đời cứu nhiều người hơn nữa, cũng kém hơn hại chết người. Giờ khắc này, Diệp Thần thân thể cứng lên. Hắn rung động. Hắn vốn cho là lão Thương ngoan cố là tính cách cho phép. Lại không nghĩ rằng, lão Thương câu chuyện càng sâu sắc. Một người, tàn sát thần quốc mấy triệu người. Người nọ chẳng lẽ là ma? Lão Thương, người cứu người nọ. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, Thương Cổ Y Thần liền cắt đứt, Diệp Thần, chuyện này không muốn nhắc lại. Ta chỉ ngươi y thuật, ta không hối hận. Nhưng ta, còn chưa sẽ cứu người khác. Đây có lẽ là trời xanh đối với ta trừng phạt. Tên xúc sinh kia, như có cơ hội để cho ta gặp lại, ta coi như tự bảo, cũng muốn đoạn người này. Nháy mắt tức thì, luân hồi mộ địa treo hiện ra mấy chục ngàn châm cứu. Sát ý ngút trời. Đây là Thương Cổ Y Thần lần đầu tiên bùng nổ ý định giết người. Diệp Thần diễn cảm ngưng trọng. Có thể để cho lão Thương sinh ra như vậy sát ý người, sợ rằng tuyệt không đơn giản. Nếu thật có một ngày gặp nhau, hắn Diệp Thần tuyệt sẽ không để cho lão Thương tự bảo. Hắn phải dùng ngút trời lực, để cho người nọ tuyệt vọng. Để cho người nọ rõ ràng Thương Cổ Y Thần thống khổ, hắn Thương Cổ Y Thần học trò sẽ đích thân kết thúc. Mấy giây sau đó, Diệp Thần mở mắt ra, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Diêm Nhược Hân kinh khủng kia độc lửa hoàn toàn biến mất. Thiếu nữ mặt mũi có chút hiện lên trắng. Nhưng màu máu nhưng là không ngừng ngưng tụ. Thậm chí khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười nhàn nhạt. Diêm Nhược Hân mở mắt ra, nhìn dưới hắc bào Diệp Thần kiên nghị con ngươi, thanh âm thanh thúy vang lên, tạ thần y ân cứu mạng, tiểu nữ không thể là báo. Diệp Thần từ Thương Cổ Y Thần trong chuyện thanh tỉnh, lắc đầu một cái, nâng tay lên, nhìn lòng bàn tay một đoàn vẫn thiên độc diễm, trả lời, đây là giao dịch, người ta không nợ. Nói xong, vậy vẫn thiên độc diễm liền thu vào trong tay, tiến vào luân hồi mộ địa. Ngọn lửa này mặc dù không bằng thái cổ sát diễm, nhưng là cùng thanh liên yêu hỏa ngược lại là không phân cao thấp. Cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn hiện tại thu hoạch viêm bia. Cần nhất chính là mạnh mẽ ngọn lửa. Thanh liên yêu hỏa, huyền diễm, thậm chí còn bây giờ vẫn thiên độc diễm cũng không tệ. Nếu như lại thu phục thái cổ sát diễm cùng với đế lâm hỏa, vậy thức tỉnh viêm bia huyết mạch, trong tầm tay. Diệp Thần ánh mắt rơi vào Diêm Chấn Đông trên mình, nàng đã không sao. Từ nay về sau, sẽ không phát bệnh. Vậy độc lửa, ta đã nhận lấy. Diêm Chấn Đông giờ phút này kích động đến trình độ cao nhất. Hắn biết tên hắc bào thanh niên này nhưng mà Thương Cổ Y Thần hậu nhân à. Thương Cổ Y Thần mặc dù biến mất. Nhưng nếu là và cái này hậu nhân giao hảo, thì chẳng khác nào nhiều một lần không chết cơ hội à. Hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng chắp tay nói, tiên sinh mời theo ta tới.
Diệp Thần gật đầu một cái, chính là theo Diêm Chấn Đông hướng lớn đi ra ngoài điện. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, một cái thanh y tuyệt thiếu nữ xinh đẹp liền là xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Lại là trực tiếp quỳ xuống. Thanh Thu Vân hy vọng đi theo tiên sinh học y. Diệp Thần ngẩn ra, chợt lắc đầu một cái, xin lỗi, ta không thu học trò. Một khắc sau, liền biến mất. Thanh Thu Vân đưa mắt nhìn Diệp Thần rời đi, xinh đẹp con ngươi nhưng là viết đầy kiên định. Diệp Thần, người ta còn sẽ gặp nhau. Ta Thanh Thu Vân thề, người nhất định sẽ thu ta làm đồ đệ. Đế Viêm Tông chỗ sâu nhất một ngôi đại điện. Bầu không khí ngưng trọng. Diêm Chấn Đông nhìn một cái tượng thần, cầm ra một khối ngọc bài, bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi rơi vào tượng thần bên trên, nháy mắt tức thì một đoàn ngọn lửa cuồng bạo xuất hiện. Ngọn lửa này xuất hiện nháy mắt, Diệp Thần thậm chí cảm giác được thái cổ sát diễm cũng có phản ứng. Thậm chí thay đổi cực độ cường thế. Diệp Thần biết, vậy tượng thần ở giữa ngọn lửa tất nhiên là Đế Lâm Hỏa. Diêm Chấn Đông con ngươi ngưng trọng, tiên sinh. Cái này Đế Lâm Hỏa ta tuy đạt được Thái Thượng Trưởng Lão hứa hẹn, hơn nữa có thể thành công đưa tới, nhưng là rất khó lấy xuống. Ngọn lửa này có linh, kiêu ngạo vô cùng, không hỗn độn cường giả, rất khó chinh phục. Cân nhắc đến tiên sinh thực lực trước mắt, nếu không đợi người bước vào hỗn độn, lại tới. Nhưng mà nói còn chưa nói, đại điện ánh lửa chiếu sáng. Vậy cao cao tại Thượng Đế Lâm Hỏa lại hướng Diệp Thần bay tới. Không tốt. Diêm Chấn Đông lấy là Đế Lâm Hỏa muốn tổn thương Diệp Thần, mới vừa muốn ngăn cản, nhưng phát hiện cường đại Đế Lâm Hỏa trực tiếp chấn khai hắn. Hơn nữa cực nhanh hướng Diệp Thần phóng tới. Diêm Chấn Đông tim treo đến cổ họng mắt. Nếu như Đế Lâm Hỏa tổn thương thương cổ y thần hậu nhân, đời này giá cả hắn không chịu nổi à. Nhưng mà, ngay tại ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Đế Lâm Hỏa lại dừng lại. Lại là dừng ở Diệp Thần trước người. Đế Lâm Hỏa lại là dần dần huyễn hóa thành hình người. Hình người và tượng thần giống nhau như đúc. Ngươi không sợ ta. Một đạo giống như chín tầng trời chi âm đột nhiên vang lên. Diệp Thần lắc đầu một cái, không sợ, hơn nữa, ta còn muốn luyện hóa ngươi. Một giây kế tiếp, Đế Lâm Hỏa chính là không ngừng phóng thích, vô tận ngọn lửa dường như muốn chiếm đoạt hết thảy. Được, như vậy con kiến hôi, nếu không sợ. Vậy ta liền xem ngươi có cái gì tư cách luyện hóa ta. Đế Lâm Hỏa lại trực tiếp chui vào Diệp Thần đan điền. Diệp Thần vốn dự định chống cự, nhưng phát hiện Đế Lâm Hỏa lại bị mình đan điền phong ấn. Và thái cổ sát diễm giống nhau như đúc. Hai luồng nghịch thiên hỏa diễm không ngừng đến gần, giống như một cái thái cực tám cổ đồ vậy. Không giao dung, không chuyển hợp. Muốn cùng thiên so cao. Diêm Chấn Đông đều có chút bối rối, tiên sinh. Cái này Đế Lâm Hỏa lại lựa chọn ngươi. Diệp Thần cũng không biết nên giải thích như thế nào, nhớ lại và Đồ Lan Tâm ước định liền nói, Diêm Tông Chủ, ta còn có việc, cáo từ trước. Xin tiên sinh không nên để cho người ngoài tiết lộ ta danh tiếng. Ta cũng không muốn quấy rầy thanh tĩnh. Diêm Chấn Đông chợt gật đầu, đó là tự nhiên, ta sẽ cảnh cáo người tông môn cùng với để cho Thái Thượng Trưởng Lão tự mình xóa sạch một ít thần y trí nhớ. Bất quá. Vị kia thanh thần y thân phận rất đặc thù. Bối cảnh của nàng, ta không dám tùy tùy tiện tiện đụng chạm. Còn hy vọng, Diệp Thần rõ ràng liền Diêm Chấn Đông ý kiến, đột nhiên nghĩ tới cái đó quỳ xuống trước mặt mình thiếu nữ, đối phương nhìn như không giống như là lắm mồm người, liền nói, nàng không cần cân nhắc. Giao phó xong hết thảy, cầm một khối Diêm Chấn Đông truyền tin ngọc bài, Diệp Thần liền chuẩn bị chạy tới Thần Cực Tông. Bởi vì, quyết đấu ngày, tới ngay trước khi. Một ngày sau, Diệp Thần cùng người Hồng Diễn Các quyết chiến cuộc sống đến. Người Hồng Diễn Các, đứng ở tử đấu trong sân, lúc này, mặt đầy đều là càn rỡ nụ cười, ngày hôm nay, Diệp Thần chỉ cần tới nhất định phải chết. Tại sao? Bởi vì, bọn họ không thể nào thua. Hồng Diễn lúc này tu vi, bất ngờ đã nhảy lên tới cực kỳ cường đại bước. Hơn nữa, mấy người bọn họ đã đem tứ ma phong thiên quyết. Tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Bốn người dưới sự liên thủ, thực lực, còn sẽ bay lên gấp mấy lần. Tổng thể mà nói, cơ bản có thể tiêu diệt thiên phú nghịch thiên cái đó cái gọi là ma thần. Diệp Thần, lấy cái gì thắng? Mà vô số đệ tử, lúc này,
đều là đầy mắt đỏ bừng nhìn người Hồng Diễn Các. Hồng Diễn giết Liền Hiên Kỳ cùng với một đám nội môn đệ tử truyền ra. Người này ma tộc, là hoàn toàn coi trời bằng vung, không đem nhân tộc, để ở trong mắt sao. Có thể, căm hận bên trong, nhưng là không biết làm sao. Hận, có thể làm sao? Đừng nói nội môn đệ tử, hiện tại, cho dù là đệ tử chân truyền, cũng không có lòng tin có thể chiến thắng Hồng Diễn bọn họ. Hận, cũng chỉ có thể nuốt đến trong bụng. Rất nhanh, Diệp Thần bóng người, liền xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, người Hồng Diễn Các, lại là cười một tiếng, quả nhiên, cái này ngu xuẩn, không có trốn. Mọi người thấy Diệp Thần, nhưng cảm thấy một hồi bi hùng. Diệp Thần mặc dù qua cửa thất tinh luyện thần các, có thể nhìn như, thực lực thật giống như không có thay đổi gì. Mấu chốt mấy ngày nay thật giống như xin giả không biết đi làm gì. So sánh Hồng Diễn đám người tiến bộ, chênh lệch quá lớn. Diệp Thần bước vào tử đấu trận, sắc mặt bình tĩnh. Mà người Hồng Diễn Các, trên mặt giễu cợt, khinh thường, hơn nữa cản rỡ. Tứ trưởng lão xuất hiện ở mấy người trước người, hắn lạnh lùng quét người Hồng Diễn Các một mắt, đang muốn tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Nhưng vào lúc này, một đạo hơi thở, từ trên trời hạ xuống. Một đạo cực kỳ khủng bố để cho người khiếp đảm hơi thở. Không trung rơi xuống một người tím mâu thanh niên, mặt mũi lãnh ngạo, và Hồng Diễn còn có mấy phần tương tự. Người này, là Hồng Diễn ca ca, Hồng gia gia chủ đương thời, Hồng Bi. Hồng Diễn thấy Hồng Bi, thần tình kích động nói, đại ca. Có Hồng Bi chấn giữ tại chỗ, hắn tự nhiên hơn nữa yên tâm. Hồng Bi cười một tiếng nói, đệ đệ, phụ thân để cho ta tới xem ngươi. Nhưng mà nụ cười ánh mắt, ở rơi vào một cái rừng rưng thanh niên trên mình, nháy mắt bây giờ, liền là vô tận uy áp và ngút trời sát ý. Sát y nhắm thẳng vào Diệp Thần. Thương cổ y thần cũng là cảm giác được uy hiếp, đối với Diệp Thần nói, lần này, có thể thật phải cẩn thận. Người tới không tốt. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Hồng Bi, con người có giúp một cái. Không sợ chút nào. Dù là ngút trời uy áp ầm ầm buông xuống, Diệp Thần hai tròng mắt nhưng vẫn không có thay đổi, dao động. Cố nhiên đối phương cực kỳ mạnh mẽ. Vậy thì như thế nào? Nếu như đối phương thật nhúng tay quyết đấu, hắn Diệp Thần cho dù chết, cũng sẽ để cho đối phương bỏ ra giá thê thảm. Đây cũng là hắn võ đạo. Chỉ tiếc, thời gian quá chặt, không có ở đây luyện hóa mới lấy được đế lâm hỏa. Chàng thượng hai tròng mắt đối mặt, nhất thời để cho bầu không khí ngưng trọng. Ngay tại lúc này, tứ trưởng lão đứng dậy. Hắn hướng về phía Hồng Bi cười lạnh nói, Hồng huynh, người đối với huynh đệ nhà mình. Thật đúng là lên tim à. Nếu như không có sao, cũng nhanh chút rời sân đi. Hồng Bi mặc dù là Hồng Diễn ca ca, nhưng hai người kém hơn 10.000 tuổi, Hồng Bi coi như là thế hệ trước. Hồng Bi có chút kiêng kỵ nhìn tứ trưởng lão một mắt, mở miệng nói, Triệu huynh, năm nay là đệ đệ ta 29 tuổi, hắn khóa trường mệnh, 29 năm đổi một lần, ta lần này tới, chỉ là giao cho hắn mới khóa trường mệnh. Dứt lời. Hắn đem một đạo màu tím đậm nhỏ khóa, giao cho Hồng Diễn trong tay, thấp giọng nói cầm, đừng cho người chúng ta ma tộc mất thể diện. Dứt lời, thân hình chớp mắt, đến trên khán đài. Mà mọi người ánh mắt, rơi vào vậy đạo nhỏ khóa bên trên, nhưng là sững sốt một chút. Cái này mẹ hắn, nơi nào là cái gì khóa trường mệnh à? Đây rõ ràng là, ở trong thần quốc đại danh đỉnh đỉnh trấn ma khóa. Nghe nói. Cái này trấn ma khóa, là nhân ma tộc chí bảo, truyền thừa thượng cổ, tổng cộng cũng ít một chút món. Cái này trấn ma khóa, mặc dù không có lực công kích, nhưng nghe nói là dùng để trấn áp viễn cổ ma tộc bảo vật. Niêm phong lực, cực kỳ cường đại. Bị cái này trấn ma khóa khóa lại, cho dù là chém ách đỉnh cấp nhân tộc võ giả, cũng sẽ trong chốc lát, không cách nào tránh thoát. Hiện tại, ở nơi này cuộc chiến sinh tử trước, cầm tới giao cho Hồng Diễn. Còn nói là cái gì khóa trường mệnh? Cái này mẹ hắn, là không đem người chúng ta tộc, làm người sao? Tứ trưởng lão hung tợn nhìn về phía Hồng Bi, đây là liền bọn họ thần cực tông cũng không coi vào đâu. Ngay trước hắn mặt làm động tác nhỏ. Còn muốn điểm mặt sao? Hắn thậm chí, cũng muốn đem chấn tông pháp khí, cầm vội tới Diệp Thần sử dụng. Nhưng mà, hắn biết lấy Diệp Thần kiêu ngạo, sẽ không tiếp nhận. Trong chốc lát,
Thần cực tông các đệ tử, cũng mặt đầy oán hận, khinh bỉ nhìn về phía Hồng Diễn đám người cùng Hồng Bi. Bất quá, người này ma tộc mấy người, nhưng vẫn một mặt bình tĩnh hình dáng. Ha ha, ở sống chết trước mặt, đương nhiên là không để ý hết thảy, còn muốn cái gì mặt mũi? Nếu là muốn mặt mũi, cũng sẽ không bốn cái đánh một cái. Hồng Diễn mình cũng biết, làm như vậy, nhất định sẽ bị thần cực tông tập thể chán ghét, hắn đây là đang đánh cuộc. Đánh cuộc Diệp Thần sau khi chết, thần cực tông, cần mình. Nếu không, sợ rằng cái này thần cực tông, là không tha cho bọn họ. Thậm chí, bất kỳ thế lực lớn, cũng không biết thu nhận bọn họ, bởi vì, danh tiếng hoàn toàn hư. Duy nhất có thể đợi tiếp, ngược lại là ít một chút trình độ cao nhất yêu nghiệt đệ tử thần cực tông. Hồng Diễn còn cố làm tư thái nhìn về phía Diệp Thần nói, Diệp công tử, ta phụ thân đưa tới khóa trường mệnh, mang không thành vấn đề chứ. Nếu như ngươi không chịu, ta có thể không mang. Tứ trưởng lão và một đám đệ tử, xoẹt một chút, đưa mắt tập trung vào Diệp Thần trên mình, phải biết, ở nơi này đẳng cấp trong chiến đấu, cho dù bị khống chế được trong nháy mắt, vậy đủ để quyết định thắng bại liền à. Nếu như Diệp Thần cự tuyệt, tỷ số thắng không thể nghi ngờ sẽ thật to tăng lên. Bất quá, Diệp Thần nhưng chỉ là thờ ơ nói, tùy tiện. Sở dĩ trả lời như vậy, không phải bởi vì Diệp Thần tự phụ. Mà là ngay vừa mới rồi, luân hồi mộ địa một đạo phách tuyệt thiên hạ thanh âm vang lên. Đến từ cuồng vũ bá chủ. Nhân ma tộc đám này xúc sinh, cũng quá không biết xấu hổ đi. Ta không nhìn nổi. Ta mặc dù không nghĩ tới sớm tiêu tán, nhưng tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ. Chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ cho ngươi lực lượng. Con mẹ nó nhân ma tộc, khi dễ nhân tộc đến tình cảnh này. Hôm nay, sẽ để cho bọn họ cảm thụ một chút, ta lực tính và ngươi lực lượng có thể cường đại đến cái gì bước. Diệp Thần đối với cuồng vũ bá chủ vẫn là có chút hảo cảm. Luân hồi mộ địa mỗi một vị đại năng tính cách cũng không giống nhau. Phong Thanh Dương không câu chấp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thương cổ y thần ngoan cố. Mà đây cuồng vũ bá chủ, nhưng là thẳng thắn, trong mắt cho không được bất kỳ cát. Thậm chí rất lâu, không cần mình mở miệng, liền chủ động xin đánh. Giờ phút này, đạt được Diệp Thần câu trả lời, Hồng Diễn lộ ra một người mỉm cười, nhìn về phía tứ trưởng lão nói, như vậy, tứ trưởng lão, xin nhanh lên một chút bắt đầu đi. Mọi người yên lặng, nhìn về phía Hồng Diễn ánh mắt, hơn nữa chán ghét một phần. Buồn nôn, quá buồn nôn, ăn gian, liền ăn gian, làm gái điếm còn muốn lập bài phường. Còn muốn lợi dụng Diệp Thần kiêu ngạo, cố ý hỏi một câu. Cũng mau để cho người muốn ói. Bất quá, nếu Diệp Thần đồng ý, những người khác cũng không cách nào nói thêm cái gì. Trên khán đài Sở Doanh nhưng hung hãn siết chặt quyền, mắt đẹp mang nổi nóng trợn mắt nhìn Diệp Thần, oán hận nói kẻ ngu này. Tứ trưởng lão nhìn một cái Diệp Thần, trong mắt tràn đầy lo âu, vẫn còn là ồm ồm nói, cuộc chiến sinh tử, bắt đầu. Dứt lời, thân hình chớp mắt, rời đi tử đấu trận. Ngư Phi Diệp nhìn trước mặt thần sắc lạnh nhạt Diệp Thần, mặt hiện vẻ chế giễu vẻ địa đối Hồng Diễn cười nói, Hồng đại ca, ta nghe nói chúng ta Diệp công tử, thành công đột phá thất tinh luyện thần các tầng thứ 7, là vạn cổ tới nay người thứ nhất à? Làm sao? Cái này tu vi nhìn lên không có một chút tiến bộ đâu. Mọi người nghe vậy, cũng là khẽ cau mày. Vốn là, bọn họ nghe nói Diệp Thần qua cửa thất tinh luyện thần các, kích động không thôi, Diệp Thần ở thần ma chỉ bên trong, thực lực chợt tăng là quá rõ ràng, từ tẩy thân ao cùng tên luyện thần các đi ra, chắc hẳn, cũng hẳn thực lực điên cuồng tăng lên mới đúng a. Nhưng mà, Diệp Thần tu võ cảnh giới, nhưng không chút nào biến hóa, vẫn là thái hư nhất tầng thiên. Cái này làm cho rất nhiều người, hơn nữa lo lắng. Ta không phải nghe nói, Diệp công tử sáng lập thất tinh luyện thần các ghi chép sao? Thực lực, thật giống như không có thay đổi gì. Ách, luyện thần các, hình như là đối với ý cảnh phương diện nâng cao. Ý cảnh. Mọi người nghe vậy lắc đầu một cái, ý cảnh cái này loại hư không mờ mịt đồ, coi như tăng cao, có thể tăng cường mấy phần thực lực. Cuộc chiến đấu này, Diệp Thần khó khăn. Một khối, là điên cuồng trồng lên thực lực, điên cuồng chất đống tài nguyên, bên kia, tăng lên ý cảnh. Cái này, đánh như thế nào? Mọi người tim,
cũng nắm chặt, bọn họ cũng không hy vọng thấy nhân ma tộc thắng lợi. Không khỏi được cao quát lên, Diệp Thần, cố gắng lên. Thủ tiêu mấy cái này hèn hạ nhân ma tộc. Thay liền hiên kỳ bọn họ trả thù. Nhân ma tộc mấy người nghe vậy, khẽ mỉm cười, đối với các khán giả một mặt ngã giúp đỡ, không để ý chút nào, cười đến cuối cùng dù sao sẽ là mình. Hồng Diễn ánh mắt nhỏ tránh, trong lòng cũng là ổn định xuống, mấy ngày trước, hắn nghe được Diệp Thần thành công đột phá luyện thần các tin tức, vẫn là vô cùng bất an. Hắn đã đánh cuộc liền toàn bộ, lúc này xảy ra điều gì bất ngờ, hắn thì xong rồi, thậm chí, toàn bộ Hồng gia đều phải bị liên lụy. Bất quá, bây giờ thấy Diệp Thần tu vi, hắn cuối cùng bình tĩnh. Nhưng, Hồng Diễn vẫn là nhàn nhạt mở miệng nói, Phi Diệp, chuyên tâm chiến đấu. Coi như hắn trong lòng đã nắm chắc phần thắng, cũng không cho chút nào sơ suất, nhất định phải đem hết toàn lực lại toàn lực. Ngư Phi Diệp cũng là mặt mũi nghiêm một chút, đáp ưng. Tứ Ma Phong Thiên Quyết, dậy. Hồng Diễn khẽ quát một tiếng, cùng kỳ tân các người cùng chung vận chuyển pháp quyết. Trong chốc lát, cuồn cuộn ma khí, từ Hồng Diễn cùng trên người, cuồng trào ra, ùn ùn kéo đến. Mấy người trong tay kết ấn, điên cuồng biến đổi, lại là vô cùng đồng bộ, vậy ùn ùn kéo đến hơi thở, vậy ngưng kết một nơi. Hô hô hô, gió lớn gào thét, điện thiểm lôi minh, thiên địa biến sắc. Bốn đạo ma ảnh, ở hắc khí bên trong, giống như nộ long ra biển vậy, bay vút lên lên. Trong nháy mắt, toàn bộ tử đấu trận bên trên, cơ hồ tất cả người xem, đều cảm thấy một cổ để cho bọn họ phát ra từ linh hồn sợ hãi hơi thở. Bọn họ ngưng mắt nhìn vậy bốn đạo ma ảnh, tựa như thấy được thượng cổ chân ma. Tựa như thấy được mình tổ tiên, bị cái này ma đầu xé thành nghiền, không tự chủ được run rẩy. Cái này lại là thuần chánh chân ma hơi thở à. Cái này tứ ma phong thiên quyết, đưa tới cái này mấy tên nhân ma tộc trong cơ thể chân ma hơi thở. Đặc biệt, là Hồng Diễn. Vậy đạo hắc khí bên trong, lóe lên đạo đạo ánh sáng tím ma ảnh, đặc biệt là khủng bố. Hồng Diễn được gọi là thiên ma, không phải là không có đạo lý. Thân là trở lại cổ người, lúc này, đã đem viễn cổ ma tộc lực lượng hiện ra không thể nghi ngờ. Hồng Diễn khẽ mỉm cười, kỳ tân đám người lực lượng, đang nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể hắn, hắn lực lượng đang điên cuồng bành trướng. Hiện tại, Hồng Diễn cảm giác, mình chính là trời. Hắn mang nghiền ngẫm, khinh miệt, ánh mắt khinh bỉ, quét về phía mọi người ở đây. Ánh mắt kia tựa như ngay tại nói, các ngươi nhân tộc chính là rác dưới, nên bị nhân ma tộc, dẫm ở dưới chân, làm người ma tộc chó. Mà nguyên bản còn đối với Hồng Diễn trợn mắt nhìn mọi người, thề cùng nhân ma tộc đối kháng bọn họ, nhưng ở đối với Hồng Diễn ánh mắt nháy mắt, cả người run rẩy, cúi đầu. Có thực lực, ý chí hơi yếu trực tiếp miệng sùi bọt mép. Sợ hãi, bị tỉnh lại. Người, hoặc là một ít yếu động vật nhỏ. Tại sao trời xanh liền sẽ sợ mãnh thú? Đây là bởi vì, sợ hãi, mình khắc ở bọn họ gen, linh hồn của bọn họ bên trong. Cầu sinh, là bản năng của động vật. Mà bây giờ Hồng Diễn, chính là chết hóa thân. Lên thời xưa, cổ ma tộc tàn sát liền vô số nhân loại, loài người đối với ma tộc sợ hãi, vẫn không có biến mất, hiện tại, bị Hồng Diễn tỉnh lại. Mọi người bên trong, lại có một cô gái, không có cúi đầu xuống. Nàng liều mạng nâng lên tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, thậm chí, cặp mắt đều bị Hồng Diễn ánh mắt, đâm chảy máu, vẫn còn ở cắn răng kiên trì. Nàng, chính là Sở Doanh. Sở Doanh cả người linh lực xa chuyển đến cực hạn, chống cự vậy ngập trời ma uy, hít sâu một hơi, liều mạng bị thương, hướng về phía Diệp Thần khẽ kêu nói, Diệp Thần. Ngươi còn đang chờ cái gì, mau ra tay à. Nói xong câu này nói, Sở Doanh chợt khạc ra một ngụm máu tươi. Hơi thở cũng nhanh chóng suy bại đi xuống, trọng thương sắp chết. Sở Doanh. Cùng Sở Doanh quan hệ hơi tốt một cô gái kêu lên một tiếng, ở Hồng Diễn uy áp hạ, cũng không dám đi tới trợ giúp, nàng động một cái, liền sẽ cùng Sở Doanh kết quả giống nhau. Mọi người nhìn về phía Sở Doanh, không khỏi được đều là con ngươi co giúp một cái. Sở Doanh, liều mạng trọng thương, thậm chí nguy hiểm tánh mạng, chính là vì nhắc nhở Diệp Thần. Không tệ. Nếu như nói Diệp Thần có cái gì thủ thắng cơ hội, đó chính là hiện tại, ở Tứ Ma Phong Thiên Quyết, vẫn chưa có hoàn toàn vận hành dưới trạng thái.
cùng tứ ma phong thiên quyết hoàn toàn vận chuyển, như vậy, Hồng Diễn thực lực, sẽ trực tiếp khám phá. Diệp Thần hướng Sở Doanh chỗ ở phương hướng nhìn lướt qua, mặc dù thần sắc không có gì thay đổi, nhưng là, con người chỗ sâu, nhưng thoáng qua sâu đậm dùng mình. Hắn và Sở Doanh mặc dù không có phát triển đến một bước cuối cùng. Nhưng là, hắn không phải người ngu, nhìn ra được ai là thật tâm đối với hắn tốt. Sở Doanh ở Cửu U Quốc bỏ mình, chính là vì giúp mình ngăn trở nhất kích. Hiện tại Sở Doanh mặc dù sống lại, hắn tự nhiên phải bảo vệ. Ra tay, ha ha, Hồng Diễn nhưng là lạnh lùng cười một tiếng nói, hắn trở thành tay sao. Một khắc sau, Hồng Diễn trên cổ trấn ma khóa, sầu ánh sáng màu tím lớn bắn. Cơ hồ không có bất kỳ thời gian cách nhau, liền xuất hiện ở Diệp Thần quanh người, đem Diệp Thần hoàn toàn khóa lại. Mọi người sắc mặt, lại là biến đổi. Thật là ác độc. Chân quý như vậy trấn ma khóa, Hồng Diễn dùng, lại là không có chút nào đau lòng. Phải biết, cái này trấn ma khóa, thời khắc mấu chốt, nhưng mà có thể sử dụng tới bảo toàn tánh mạng. Hồng Diễn, nhưng là trực tiếp sử dụng, vì chính là không cho Diệp Thần một chút cơ hội. Để cho tứ ma phong thiên quyết, hoàn toàn vận chuyển. Sắc mặt của mọi người, hoàn toàn trắng bệch không máu, rơi vào tuyệt vọng bên trong. Diệp Thần, liền cuối cùng một chút lật bàn cơ hội, cũng mất đi. Liền liền một mực giữ trấn định Ngọc Chân Tử, sắc mặt đều có chút biến hóa. Ha ha ha! Hồng Diễn cười như điên, ổn. Ổn đến không thể lại ổn. Diệp Thần, người có phải hay không cảm thấy rất oan? Ta thừa nhận ngươi tư chất rất nghịch thiên, thậm chí, áp đảo ta, ngươi vốn là có thể rất huy hoàng đến để cho ta cũng không dám nhìn thẳng. Có thể, ngươi làm sai một chuyện, ngươi biết sai ở chỗ nào liền sao? Ha ha, ngươi sai, liền sai ở quá mũi nhọn lộ ra. Thật ngông cuồng vọng tự lớn. Ngươi nếu như chịu nằm, chủ động hướng ta nhượng bộ, cúi đầu, thậm chí, không chấp nhận ta khiêu chiến. Cũng không biết lấy được ngày hôm nay bước này. Biết không, làm người muốn dùng đầu óc một chút, tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, chỉ sẽ chết nhanh hơn. Ha ha, ta cùng ngươi nói những thứ này, thì có ích lợi gì? Dù sao, người từ bây giờ về sau, cũng không có dùng đầu óc cơ hội, cho ta chết. Ma thần chỉ một cái. Ngay tại Hồng Diễn tiếng nói rơi xuống nháy mắt tức thì, hắn hơi thở cũng đạt tới nhất đỉnh cấp, ùn ùn kéo đến ma khí. Toàn bộ hội tụ ở Hồng Diễn ngón tay bên trên, hóa thành một đạo nhức mắt vô cùng màu tím điểm sáng. Hồng Bi thấy vậy, mặt lộ nụ cười, thượng cổ võ bên trên, là viễn cổ võ cho dù ở thần quốc, đều cơ hồ muốn thất truyền. Mà thần ma chỉ một cái, là Hồng gia từ xưa ma ngang dọc thời đại, liền truyền xuống nửa bước viễn cổ võ. Vốn là, dựa vào môn vũ kỹ này, Hồng gia đều có tư cách dòm ngó ngôi báu một nhóm thế lực. Chỉ tiếc, nửa bước viễn cổ, thật quá khó khăn, Hồng gia trên lịch sử, cũng không có người có thể học biết, cho đến Hồng Diễn xuất hiện. Mặc dù, Hồng Diễn chỉ tu luyện đến nhập môn, nhưng, vũ kỹ này uy lực, đã vượt qua đại thành thượng cổ vũ kỹ. Làm Hồng Diễn sử dụng chiêu này thời điểm, Hồng Bi cũng biết, cái này Diệp Thần, bất luận hơn yêu nghiệt đều phải chết. Một tất cả trưởng lão, đều là sắc mặt thảm biến, nhìn về phía Ngọc Chân Tử. Hoảng sợ nói, tông chủ. Ngọc Chân Tử cả người hơi thở bùng nổ, hắn ngồi không yên. Hắn, phải ra tay ngăn cản. Cho dù, bồi thường toàn bộ thần cực tông danh tiếng, vậy muốn ngăn cản. Thần cực tông không thể mất đi Diệp Thần. Có thể, mồ hôi lạnh nhưng từ Ngọc Chân Tử chán, tuột xuống. Không còn kịp rồi. Cái này nửa bước viễn cổ võ, quá nhanh. Mà lúc này... Duy nhất có thể giữ trấn định người chỉ có Diệp Thần. Trong tay hắn đã nắm Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm, vô tận sức nặng Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm. Không chỉ như vậy, cuồng vũ bá chủ lực lượng đã cuộn sạch toàn thân. Hắn vốn không dự định mượn dùng cuồng vũ bá chủ lực lượng. Nhưng, cuồng vũ bá chủ đã chủ động đem lực lượng cho hắn. Hắn có thể làm sao? Hiện tại Diệp Thần cảm giác được hai tay giữ lực lượng vượt xa hết thảy. Cực kỳ khủng bố. Trấn ma khóa. Nếu như hắn bây giờ muốn ra tay, trấn ma khóa, căn bản không ngăn được hắn. Chỉ là, không cái đó cần thiết. Chính là để cho người này ma tộc đến trạng thái mạnh nhất, thi triển một kích mạnh nhất thì như thế nào?
thằng nhóc, người nọ lưu lại võ đạo ý vận, người hấp thu mấy thành. Thương cổ y thần thanh âm vang lên. Hai thành, Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta tạm thời, chỉ có thể hấp thu hai thành. Quá nhiều, cho dù hắn không tiêu hóa nổi, chỉ có thể lãng phí. Thương cổ y thần nhưng là khẽ cười nói, có lúc, giết gà, dùng một chút châu đao, cũng không tệ. Ta mặc dù xem cuồng vũ bá chủ không vừa mắt, nhưng cuồng vũ bá chủ tính cách coi như không tệ. Chí ít lúc này thà tiêu hao mình lực lượng, cũng phải để cho ngươi hội tụ một kích mạnh nhất. Hơn nữa, cuồng vũ bá chủ lực lượng vốn là đối với võ đạo ý vận cực kỳ lệ thuộc vào. Ngươi lực lượng, cộng thêm võ đạo ý vận, hơn nữa cuồng vũ bá chủ, đối mặt đám người này ma tộc, cơ hồ vô địch. Vậy ngay tại lúc này, Hồng Diễn đầu ngón tay ánh sáng tím bộc phát ra. Một đạo ánh sáng, giống như thượng cổ ma thần tầm mắt vậy, bắn thẳng đến Diệp Thần. Mà Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy đạo ánh sáng tím, khóe miệng nổi lên một chút cười nhạt ý. Cái này, chính là nửa bước viễn cổ võ sao. Lúc này Diệp Thần, không chỉ không có cảm thấy chút nào sợ hãi, ngược lại rất muốn cười. Tại sao? Bởi vì ở hắn xem ra, Hồng Diễn võ, sơ hở trăm chỗ. Lấy hắn bây giờ võ đạo ý cảnh, Hồng Diễn vậy một kích kinh thế, giống như là đứa nhỏ đang bắt chước đại nhân đánh quyền như nhau. Một khắc sau, kiếm trong tay động, sắc bén bạo tránh, một cổ vô hình võ đạo ý vận, từ Diệp Thần trên mình tràn ngập mở ra. Nháy mắt tức thì, nguyên bản bị Hồng Diễn ma uy, đè được không ngóc đầu lên được tất cả mọi người là cảm thấy trên mình buông lỏng một chút. Vậy ma uy, ở đó võ đạo ý vận hiện lên ngay tức thì, không còn gì vô tồn. Đây là Ngọc Chân Tử và Đồ Lan Tâm, đồng thời kêu lên một tiếng, chỉ có bọn họ có thể chân tránh rõ ràng, Diệp Thần tản ra ý vận là cái gì. Liên liên một tất cả trưởng lão, cũng không có đạt tới như vậy cảnh giới. Chân võ ý, lại là chân võ ý. Chỉ ta Lăng Tiêu, Đồ Thần phá thiên. Kiếm quang hiện lên giữa trời đất. Tựa như thần ma hàng phạt hậu thế giới. Giờ khắc này, Diệp Thần tựa như đắm chìm trong một loại cảnh giới kỳ dị bên trong. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được thần quốc võ đạo quy luật, ở kiếm quang của hắn bên trong, hơi giãn ra. Hắn cảm nhận được cuồng vũ bá chủ bản thể ngút trời chiến ý có đáng sợ dường nào. Diệp Thần cười một tiếng, đây chính là chạm tới võ đạo chân ý cảm giác sao. Thoải mái, thật rất thoải mái. Đối với hắn bây giờ mà nói, một kiếm diệt thế, tuyệt đối không phải một loại hình dạng mà thôi. Mà là, thật có thể làm được. Hồng Diễn bắn ra ánh sáng tím, khoảnh khắc mất đi. Giống như một hồi khói mù vậy, tiêu tán. Hồng Diễn bốn người, ngay tức thì đờ đẫn. Óc một phiến chỗ trống. Tiếp theo, là kinh hoàng, là sợ hãi, là điên cuồng, là không dám tin tưởng. Bọn họ muốn chạy trốn. Có thể ở nơi này diệt thế một kiếm trước mặt, trốn, có thể trốn đi nơi nào. Thế giới cũng hủy diệt, người có thể trốn đi nơi nào. Cho nên, Hồng Diễn bốn người thần sắc, rất nhanh, biến thành tuyệt vọng. Đệ đệ, Hồng Bi chợt đứng dậy, cặp mắt ứ máu, nghiêm nghị điên cuồng hét lên, cả người linh lực, gào thét ra, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh, chắn trước mặt hắn. Đồ Lan Tâm lạnh lùng nhìn hắn. Không mang theo chút nào cảm tình nói, nhúng tay tử đấu người, chết. Đồ Lan Tâm trong mắt là cực độ lạnh như băng. Trong tay của nàng thậm chí toát ra cực kỳ cuồng bạo năng lượng. Nàng kiếm không ra khỏi vỏ. Nhưng nếu phải ra sao? Trước người người, hẳn phải chết. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chính là coi giữ Diệp Thần không bị người bất kỳ quấy nhiễu. Hồng Bi đối mặt Đồ Lan Tâm sát ý uy áp, thiếu chút nữa trực tiếp sụi lơ trên đất. Hắn mặc dù rất mạnh, thậm chí có thể tùy ý xóa bỏ Diệp Thần, có thể và Đồ Lan Tâm, căn bản không so được à. Hơn nữa, Ngọc Chân Tử vậy xuất hiện ở Đồ Lan Tâm chừng. Hai người giống như một đạo bền chắc không thể gãy vạn trượng tường đá, chặn lại Hồng Bi hết thảy. Thần quốc, có một đạo phong thần bi, phía trên ghi chép 1000 cái tên chữ. Cái này 1000 cái tên chữ, chính là thần quốc mạnh nhất 1000 người. Mà Ngọc Chân Tử, hạng trước trăm, là chân chánh siêu cấp cường giả. Ở nơi này chốc lát trì hoãn bên trong, Hồng Diễn đám người tiếng kêu thảm thiết, đã vang lên. Không, ta không muốn chết, ca ca cứu ta. Ta nhận thua,
thả qua ta à? Ta nguyện ý làm nhân tộc chó. Nhưng, ngay tức thì, tiếng kêu thảm thiết liền biến mất, đồng thời biến mất, còn có bọn họ người. Hồng Diễn bốn người, ở cõi đời này, liền một chút dấu vết đều không lưu lại, biến mất. Chiến trường bên trong, cuồng vũ bá chủ lực lượng biến mất. Vậy đạp bể hết thảy võ đạo ý cảnh cũng đã biến mất. Diệp Thần có loại buồn bã sở thất cảm giác. Như cuồng vũ bá chủ không đem một phần chia lực lượng cho mình, hắn tuyệt không thể nào như vậy ung dung. Cuồng vũ bá chủ lực lượng và vậy võ đạo ý vận cực kỳ phù hợp. Phát huy đến trình độ cao nhất. Như không có, mình thậm chí có thể trọng thương và sắp chết. Bốn vị nội môn cường giả liên thủ, hơn nữa rất nhiều lá bài tẩy. Đây là một đạo hơi thở tử vong. Diệp Thần đem mấy người túi đựng đồ thu hồi, còn người băng hàn, nói các người đứng sau lưng có thể là ngút trời thần ma, mà ta đứng sau lưng chính là cửa vĩnh sinh không cách nào đụng chạm tồn tại. Đó là cấm kỵ. Thần cực tông đệ tử, trưởng lão, cũng là một bộ trợn mắt hốc mồm hình dáng, sợ hãi đến ngay cả hô hấp đều quên. Sử dụng tứ ma phong thiên quyết, cộng thêm chấn ma khóa, cùng với nửa bước viễn cổ võ, người Hồng Diễn Các, vẫn là như thế dễ dàng liền chết. Bị hời hợt một kiếm chém chết. Diệp Thần cái này mạnh, vậy mạnh được có chút khoa trương chứ. Mọi người đầu óc, đều bị khuấy thành hồ gián. Đùng một tiếng thanh thúy tiếng vang, ở tử đấu bên trong sân vang vọng, một người đệ tử, lại là hung hãn đánh bên người người một bạt tai. Bị đánh đệ tử, mặt đầy tức giận nhìn hắn nói, ngươi tại sao đánh ta? Đánh người đệ tử có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, dè dặt nói ta. Ta lấy là, ta đang nằm mơ. Vậy ngươi đánh mình à? Liền liền đồ lan tâm cũng là không dám tin tưởng nhìn Diệp Thần, chân võ ý, đây chính là chân võ ý à? Thần quốc, coi như là cùng cao cấp vị diện một cái nối tiếp, truyền thừa rất nhiều thượng giới võ, nhưng, ở thần quốc nhưng căn bản không thấy được có người có thể lãnh ngộ chân võ ý. Ở thần quốc trên lịch sử, nổi danh nhất một cái chính là cuồng vũ bá chủ. Nhưng mà, cuồng vũ bá chủ chẳng biết tại sao, thần bí mất tích. Hơn nữa ở một ngày nào đó, thần quốc mất tích rất nhiều đứng đầu lĩnh vực cường giả. Có thiên tài kiếm đạo, có võ đạo bá chủ. Có yêu tộc thánh nhân, có mãng hoang thần thoại. Mà ngay vừa mới rồi, Diệp Thần phóng ra chân võ ý, giống như cuồng vũ bá chủ nhập vào người vậy. Không đúng, vậy đạo chân võ ý thật giống như còn vượt qua cuồng vũ bá chủ. Chân võ ý đã siêu thoát thần quốc võ đạo quy luật, thượng giới muốn truyền, cũng truyền không xuống, huống chi, chân võ ý ở thượng giới, đều không phải là người người có thể lãnh ngộ được à. Có thể lãnh ngộ chân võ ý. Ở thượng giới, cũng có thể gánh nổi thiên tài hai chữ. Liền chính nàng, tu võ tư chất, có thể nói nghiền ép toàn bộ thần quốc, hơn nữa, có vô cùng hắn thân phận đặc thù, cũng không có chân chính tiến vào cảnh giới à. Có thể Diệp Thần, mới tiến vào thần cực tông bao lâu. Liền khó khăn lắm chạm tới chân võ ý cảnh giới. Mặc dù, chỉ có thể coi là đặc biệt miễn cưỡng chạm tới, khá vậy đủ nghịch thiên. Nhưng cực kỳ để cho đồ lan tâm không cách nào tiếp nhận phải, nàng rõ ràng nhớ, Diệp Thần khi tiến vào thất tinh luyện thần các trước, ở võ đạo ý cảnh lên thành tựu, căn bản liên nhập cửa cũng không gọi được à. Liền đồ lan tâm, đều đần độn, thật ngu. Ta đệ đệ à. Mà lúc này Hồng Bi, nhưng là vành mắt sắp nứt. Cả thân ma khí bị Ngọc Chân Tử áp chế được không cách nào bùng nổ, rối rít tràn vào trong đầu, sát ý điên cuồng. Đạo tâm đều phải bị sát ý lấp đầy, xem là chó điên vậy gào thét người đáng chết tộc, hèn mọn nhân tộc. Ta muốn ngươi đền mạng, ta phải dùng máu ngươi lễ truy điệu đệ đệ. Hồng Diễn, nhưng mà Hồng gia quật khởi hy vọng à. Cũng là tương lai trở thành thần cực tông trưởng môn có lực thí sinh. Thậm chí, ở cả người ma tộc bên trong, đều là thuộc về kiêu ngạo. Cứ như vậy không có, hắn làm sao có thể không điên cuồng. Hồng Diễn. Đối với Hồng gia mà nói, giống như Diệp Thần với thần cực tông. Có thể, cho dù hắn liều mạng muốn đánh về phía Diệp Thần, móng tay, cũng trên mặt đất lấy ra đạo dấu máu, nhưng vẫn không cách nào tiến lên trước một bước. Bị Ngọc Chân Tử và đồ lan tâm, áp chế được gắt gao. Nhìn dãy dụa Hồng Bi, Ngọc Chân Tử và đồ lan tâm nhìn nhau, gặp đồ lan tâm gật đầu, Ngọc Chân Tử đột nhiên vung tay lên, nhàn nhạt nói, hổ thẹn ta nhân tộc. Tội khác đem giết. Một khắc sau,
cái này ma khí bốn phía cường giả, hóa thành xương máu bạo tán. Giết một cái hai nhóm thế lực dòng tránh, thế nào? Coi như hắn Ngọc Chân Tử diệt Hồng Gia, thì thế nào? Hồng Gia như vậy nhằm vào Diệp Thần, hắn đã sớm bực bội. Mà lúc này, Diệp Thần đã xuất hiện ở Sở Doanh bên người, đem một viên thuốc, tự tay đưa đến môi của nàng bên, một quả màu sắc đỏ thẫm đan dược. Đan dược lên, sức hắn máu tươi. Ăn đi, Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, ăn, ngươi tổn thương thì không có sao. Diệp Thần nếu dùng mình máu, giúp Sở Doanh chữa thương, chính là cầm Sở Doanh, triệt để làm người phụ nữ mình. Mà Sở Doanh, nguyên bản lạnh như băng mặt đẹp, lúc này lại là mắc cỡ đỏ bừng một phiến, Diệp Thần động tác, quá mập mờ, hơn nữa, còn trước mặt nhiều người như vậy đâu. Bất quá, nàng nhưng không có cự tuyệt, ngược lại đáy lòng, rất vui vẻ. Liền muốn để cho tất cả mọi người đều thấy một màn này. Mọi người hâm mộ nhìn Diệp Thần, cái này ở bên trong tông mới vừa nổi danh lãnh mỹ nhân, chỉ như vậy bị Diệp Thần chinh phục. Mọi người tự nhiên không biết Sở Doanh và Diệp Thần ở Thần Cực Tông trước thì có như vậy sâu quan hệ. Đây là, Ngọc Chân Tử, đột nhiên đi tới Diệp Thần trước người, mặt lộ mỉm cười. Diệp Thần thi lễ nói, tông chủ tốt. Lấy hắn bây giờ nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được, Ngọc Chân Tử thực lực, so các vị trưởng lão, cao hơn một nước. Chí ít ở hỗn độn cảnh bên trên. Thậm chí có thể cao hơn. Ngọc Chân Tử cười nói, không cần đa lễ. Diệp Thần, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không, làm ta đệ tử. Nói xong, Ngọc Chân Tử thần sắc tựa hồ có chút thấp thỏm, rất sợ Diệp Thần cự tuyệt dáng vẻ. Tử đấu bên trong sân, giống như một hồi gió bão, lần nữa cuốn tới, tràn vào mọi người trong đầu. Mới vừa thanh tỉnh một chút các đệ tử, lần nữa rơi vào chấn động tủng bên trong. Tông chủ, muốn thu học trò. Rất nhiều người, tiến vào Thần Cực Tông. Cũng nghe nói qua Ngọc Chân Tử ánh mắt cực cao, mấy chục ngàn năm qua, không thu qua một người học trò, hiện tại muốn thu Diệp Thần làm đồ đệ. Mấu chốt nhất là, Ngọc Chân Tử vậy thần sắc. Thậm chí cũng phải làm cho người lấy là, Diệp Thần mới là trưởng môn. Mà trưởng môn đệ tử, ý vị như thế nào, ai cũng biết, đặc biệt là chỉ có một đệ tử dưới tình huống. Nói cách khác, Diệp Thần cơ hồ có thể khẳng định, chính là tương lai Thần Cực Tông trưởng môn à. Luân hồi mộ địa thương cổ y thần không khỏi mở miệng nói, Diệp Thần, cái này Ngọc Chân Tử không bình thường, trở thành hắn học trò ngược lại không tệ. Hơn nữa ta giúp ngươi quan sát, Ngọc Chân Tử làm người thật tốt. Ngươi ở thần quốc cần một cái dáng dấp giống như sư phụ. Diệp Thần rõ ràng liền thương cổ y thần mà nói, mặt nở nụ cười, vô cùng là lễ phép hướng về phía Ngọc Chân Tử thi lễ nói, sư phụ ở trên cao, đồ nhi nguyện ý. Mới vừa rồi Ngọc Chân Tử là hắn nóng nảy, giận dữ Vân. Vân, hắn cũng để ở trong mắt, hơn nữa hắn biết, mình có thể cầm thần ma chỉ hút khô, mà không bị bất kỳ ngăn trở, nếu như không có tông môn cao tầng ngầm cho phép, là tuyệt đối không làm được. Khi đó, Diệp Thần cùng Thần Cực Tông ngăn cách, căn bản là biến mất. Huống chi, hắn hiện tại, vậy coi là chứng minh mình ưu tú, không phải sao? Tốt đồ nhi! Ngọc Chân Tử đại hỉ trực tiếp đỡ dậy Diệp Thần, hắn đảo mắt nhìn mọi người ở đây, đột nhiên mở miệng nói, hiện tại, ta chính thức tuyên bố Diệp Thần, là ta Ngọc Chân Tử đệ tử, cũng là trưởng môn người thừa kế, trong bản tông, trưởng môn người thừa kế, bối phận ước chừng ở trưởng lão dưới, các ngươi tất cả mọi người, thấy hắn đều phải kêu sư huynh. Mọi người không chút do dự hô to nói, Diệp sư huynh. Nhân ma tộc ở bên trong tông môn, hoành hành vô kỵ. Tùy ý giết chết nhân tộc đệ tử, không người dám địch, mà Diệp Thần, đem người Hồng Diễn Các chém chết, như vậy, chính là nhân tộc các đệ tử kiêu ngạo. Một tiếng này sư huynh, kêu được thế sở ứng làm. Diệp Thần khẽ mỉm cười, không có cự tuyệt. Tu võ thế giới, vốn là người mạnh là vua. Linh võ đại lục, ma vực. Ma vực bên trong ma tộc. Một phiến thê lương. Đầy đất bi thương. Cỏ cây không sinh. Từ Thiên Đạo Cung và Ma Đế đánh một trận sau đó, linh võ đại lục ma tộc liền hoàn toàn sa sút. Quân ma Trần Tượng Thần bị hủy. Ma Tôn Đế Cung lâm vào là phế tích. Hết thảy tựa như tiến vào một cái kỷ nguyên mới. Mà ở một tòa cổ xưa đền bên trong, một cô gái nhìn trên giường ngọc vết thương chồng chất người, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Ma Linh Tử tiền bối, ngươi ngày đó là cha ruột làm hết thảy, Mộ Yên cả đời khó quên. Mặc dù phụ thân đi thần quốc, tung tích không rõ, nhưng là Mộ Yên tin tưởng, cố gắng của các ngươi sẽ không uổng phí. Ngọc nằm trên giường chính là Ma Linh Tử. Ngày đó, Ma Linh Tử và rất nhiều ma đế bộ hạ tự bạo mở đường. Hắn vốn đã chết, cũng không ngờ thiên đạo phủ xuống lực lượng cắt đứt hắn hết thảy. Hắn bị một cổ vô tận chảy loạn đụng, rơi vào hôn mê. Cuối cùng chiến sóng lắng xuống, Mộ Yên mới xuất hiện, mang đi Ma Linh Tử. Không biết qua bao lâu, Ma Linh Tử trong mắt đột nhiên mở ra, ma đế. Chúng ta máu, là ma đế mà lưu. Hắn chợt ngồi dậy. Cố nhiên cả người tràn đầy đau đớn, nhưng là hắn ánh mắt không mang theo một chút chấp động. Đó là một cái cường giả kiên quyết. Đột nhiên Ma Linh Tử diễn cảm cực độ nghi ngờ, hắn nhìn một cái chung quanh, cuối cùng tầm mắt rơi vào Mộ Yên trên mình. Một giây kế tiếp, không chút do dự nào, trực tiếp xuống giường, quỳ xuống Mộ Yên trước người. Công chúa! Mộ Yên muốn đỡ cũng không biết như thế nào đỡ, ngươi còn có tổn thương, làm sao có thể quỳ ta đây? Huống chi ta không phải cái gì công chúa, hiện tại ma tộc đã thời tiết thay đổi. Quân ma trần thống trị kết thúc. Không quá ta không có tìm được quân ma trần thi thể, hẳn là bị lực lượng phá hủy. Hiện tại, trừ cửu U quốc còn ổn định chút, địa phương còn lại cũng không quá bình. Ma Linh Tử miễn cưỡng đứng dậy, đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, kích động nói, vậy ma đế đâu? Hắn có thành công hay không đi thần quốc? Mộ Yên gật đầu một cái, phụ thân đại nhân đã đi thần quốc. Đoạn thời gian này ta đi một chuyến bên ngoài, Diệp Thần cũng đi thần quốc. Ma Linh Tử lúc này mới thở ra một hơi, hắn trong mắt ngưng trọng, ma đế hiện tại hẳn đang khôi phục, thực lực, rất khó chiếu cố đến linh võ ma tộc. Dưới mắt nơi đây không tính là an toàn, chúng ta hoặc là đi thần quốc. Hoặc là, đi ngay cửu U quốc. Nếu không ngươi ta lực, rất khó sống sót. Mộ Yên gật đầu một cái, ngươi nói không sai, ta chính là muốn chờ ngươi tỉnh, mới cùng đi cửu U quốc. Cửu U quốc hoàng thất thời gian đầu tiên liên lạc ta. Chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời có thể trở về, bị bọn họ che chở. Ma Linh Tử con người đông lại một cái, vội vàng nói, công chúa điện hạ, chúng ta lập tức lên đường. Được. Nửa ngày sau, bị thương Ma Linh Tử và Mộ Yên đã tới cửu U quốc. Chỉ tiếc, thời khắc này cửu U quốc nhưng là bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Mộ Yên và Ma Linh Tử bước vào đại điển, cửu U quốc đế vương chính là vội vàng nghênh đón. Điện hạ, ngày cuối cùng là tới. Đã từng ngu muội, xin điện hạ tha thứ. Mộ Yên ngược lại là không nghĩ tới cửu U đế lại thay đổi nhanh như vậy. Cửu U đế ánh mắt rơi vào bị thương Ma Linh Tử trên mình, con người ngưng trọng, vội vàng nói, tiền bối tổn thương hẳn là ma tộc đánh một trận tạo thành, ta sẽ phái cửu U quốc toàn bộ lực lượng trước chữa trị thế hệ. Mộ Yên và Ma Linh Tử vừa định nói cảm tạ, cửu U đế lập tức nói, điện hạ, tiền bối. Hiện tại có thể làm khó các ngươi một chút, hai vị xin mau sớm tiến vào cửu U địa cung. Mộ Yên chán khều một cái, cửu U địa cung nhưng mà né tránh tai nạn địa phương. Hiện tại quân ma trần thống trị thất bại, vì sao còn phải né tránh? Chẳng lẽ cửu U quốc vậy xảy ra chuyện? Cửu U đế vậy không kịp giải thích, nói thẳng, hai vị, không cần lo lắng, địa cung tuyệt đối an toàn. Trước mắt quả thật có chút khó giải quyết sự việc. Nhưng là ta có thể giải quyết. Mộ Yên cân nhắc đến Ma Linh Tử thương thế, chỉ có thể đáp ứng. Cửu U đế đưa mắt nhìn hai người bước vào cửu U đế cung, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng mà, hắn ánh mắt nhưng tràn đầy không biết làm sao. Ma tộc đã hủy, cửu U quốc không biết có thể hay không chịu đựng ở một kích này à. Nếu như cửu U quốc hủy đi, ta nên như thế nào đối mặt ma đế? Có lẽ... chỉ có thể lấy chết tỏ lòng. Nói xong, cửu U quốc đế vương chính là mặt đầy lo lắng vẻ, ở cực kỳ xa hoa bên trong đại điện, đi qua đi lại. Tựa như đang đợi cái gì? Đây là, đại điện ra, bóng người chớp mắt, thậm chí liên thông báo cũng không có thông báo, liền trực tiếp đi vào, người này chính là Hoàng Cung Phụng. Mà cửu U quốc đế vương thấy Hoàng Cung Phụng, không những không có trách cứ, uy nghiêm gương mặt bên trên, ngược lại toát ra vẻ vui mừng. Liền vội vàng tiến lên, mở miệng nói, cha ra được chưa? Tìm được ma đế ở thần quốc địa phương nào sao?
Hoàng cung phụng trên mặt một hồi thất lạc cùng vẻ áy náy nói, bệ hạ, thuộc hạ bất lực, không có thể tra được ma đế tung tích. Vậy Diệp thần đâu? Cửu U quốc đế vương tiếp tục nói. Đây là hy vọng duy nhất của hắn. Nhưng mà, Hoàng cung phụng vẫn lắc đầu, Diệp thần tin tức cũng không có. Diệp thần đã gia nhập thần cực tông, là một nhóm thế lực đệ tử, há là tốt như vậy cha? Phải không? Cửu U quốc đế vương sắc mặt thoáng qua một chút tuyệt vọng, chẳng lẽ, hắn cửu U quốc, truyền thừa chục triệu năm, thì phải hủy ở tay mình lên. Vậy hắn lại có mặt mũi nào, đối mặt ma đế? Bất quá, Hoàng cung phụng nhưng là trầm giọng nói, nhưng, ta đã xài giá thật lớn, Thác Thiên coi là các người đi tìm, như là tìm ra, liền sẽ đưa ra linh tin. Thần quốc ra người, sử dụng đưa tin ngọc phù, không cách nào liên lạc với thần quốc bên trong võ giả. Nếu là muốn tiến hành liên lạc, liền phải hao phí to lớn giá phải trả, gửi đưa linh tin. Đế vương nghe vậy, ảm đạm trong đôi mắt hiện ra ánh sáng hy vọng, Thiên coi là các, cho dù ở thần quốc cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Ngay sau đó, thở dài một tiếng nói, cũng không biết có kịp hay không, Diệp thần à, cửu U quốc lần này có thể hay không còn sống sót, liền dựa vào ngươi à. 3 ngày sau, thần cực tông. Chu Viễn Tân đi tới một cái nhà chỗ u tính, xây ưu nhã ngọc các trước, hít một hơi thật sâu, mặt lộ hưởng thụ thần sắc. Nơi này, là Ngọc Chân Tử cho Diệp Thần phân phối dừng chân chỗ, linh khí độ dày, là thần cực tông bên trong đẳng cấp cao nhất. Nếu nói là tạp dịch viện thiên địa nguyên khí, là sa mạc mà nói, nơi này chính là biển khơi. Nếu không phải hắn cùng Diệp Thần quan hệ tốt, liền vào cũng không vào được. Đây là... Ngọc Các Trung Chánh ở ngồi xếp bằng tu luyện Diệp Thần, cặp mắt mở một cái nói, ồ, xa mới làm sao tới. Chu Viễn Tân, hiện tại nhưng mà tạp dịch viện người tâm phúc. Từ Diệp Thần trở thành trưởng môn đệ tử sau này, theo ở bên cạnh hắn Chu Viễn Tân, lại là trở thành một đám đạo sư tranh đoạt đối tượng. Cuối cùng, trở thành một tên gọi Trương Nhã Nữ đạo sư đệ tử. Chu Viễn Tân tu vi, tư chất, vốn là không kém, có đạo sư đào tạo. Ngắn ngủi 3 ngày, lại là thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại, đã đạt đến cực mạnh bước, ở tạp dịch viện, cũng coi là chóp đỉnh nhất cường giả. Hơn nữa, chiếu như vậy tình thế đi xuống, qua không được bao lâu, là có thể thăng nhập ngoại môn. Bất quá, Chu Viễn Tân hiện tại, nhưng là không gấp, từ Diệp Thần lên làm trưởng môn đệ tử sau đó, tạp dịch viện đãi ngộ, tốt hơn nhiều. Ai dám xem thường đệ tử tạp dịch? Phải biết. Diệp Thần hiện tại trên danh nghĩa vẫn là đệ tử tạp dịch, hắn muốn đổi, dĩ nhiên có thể đổi, nhưng là không cần phải. Dẫu sao, đối với những thứ này hư danh, Diệp Thần không phải rất để ý. Chu Viễn Tân bên người, bóng người chớp mắt, Diệp Thần đối với Chu Viễn Tân cười nói, thế nào xa mới, người gần đây, không nên và Trương đạo sư thật tốt trao đổi cảm tình, sao? Hắn biết, Chu Viễn Tân từ rất sớm trước kia. Liền thầm mến trong tông môn Trương Nhã đạo sư. Chu Viễn Tân có chút đỏ mặt nói, Diệp đại ca, người nơi này hoàn cảnh, thật tốt à. Người nếu như muốn, có thể rời tới ở. Chu Viễn Tân cười hắc hắc nói, vậy cũng không được, ta hay là vui vui mừng ở tại Trương đạo sư nơi đó. Thần cực tông bên trong, đạo sư cho phép, đệ tử có thể thà ở tại một nơi, thuận lợi dạy dỗ. Vừa nói. Chu Viễn Tân cầm ra đóng kín một cái lóe lên linh quang thư tín, giao cho Diệp Thần nói, ta lần này tới, là bởi vì là tạp dịch viện nhận được đóng kín một cái linh tin, ta liền trực tiếp cho ngươi đưa tới. Linh tin, Diệp Thần nhướng mày một cái. Mở ra linh tin, sau khi xem xong, nhưng là sắc mặt lạnh lùng. Diệp đại ca, thế nào? Diệp Thần nói, xa mới, có thể lấy được bắt trước thần quang làm sao? Ta nếu lại xin nghỉ mấy ngày. Đi một chuyến linh võ đại lục. Chu Viễn Tân cười một tiếng nói, quấn ở trên người ta. Được, đi chuẩn bị đi, ta đi và sư phụ nói một tiếng. Diệp Thần khóe miệng, mang theo một chút cười nhạt. Thần quốc Mục gia. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi. Cửu U quốc kéo dài lâu như vậy, rốt cuộc kéo không nổi nữa sao? Đã từng, cái này để cho hắn vậy khá là kiêng kỵ thần quốc gia tộc, ở bây giờ Diệp Thần xem ra. Bất quá là mấy con kiến, đạt được kiến ổ thôi. Một cước, là có thể đạp được nghiền. Hắn coi như thoải mái thừa nhận Mục Dã chết thì như thế nào. Hắn ở trên trời coi là các điều tra,
Mục Dã chỗ ở Mục gia, bất quá là một gia tộc nhỏ thôi, thậm chí, còn không bằng cái đó Thần Huyền Tông. Chỉ bất quá, chuyện lần này có chút khó giải quyết. Bởi vì không còn là liên quan đến Mục Dã gia tộc. Mục Dã chỗ ở gia tộc là một cái chi nhánh mà thôi, lần này là Mục gia chủ mạch đối với Cửu U quốc đổ thừa. Đổ thừa chi nhánh Mục gia thiên tài thanh niên Mục Dã nguyên nhân cái chết. Chủ mạch Mục gia ở thần quốc không thể coi thường. Nhưng đối với hiện tại Diệp Thần mà nói, chỉ bất quá thoáng khó giải quyết mà thôi. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới Ngọc Chân Tử trong phòng, hắn gặp Ngọc Chân Tử, không cần thông báo. Sư phụ, ta có chuyện phải xử lý, muốn đi một chuyến Linh Võ Đại Lục. Ngọc Chân Tử gật gật đầu nói, cần vận dụng tông môn sao? Diệp Thần khẽ mỉm cười, không cần, lần này, ta lấy người thân phận đi trước. Hắn chuyện mình, thích tự mình giải quyết, mà không phải là ỷ thế hiếp người. Được, Ngọc Chân Tử gật đầu một cái, đột nhiên, giơ tay lên một cái này cho ngươi. Một đạo linh quang rơi vào Diệp Thần trong tay. Đây là, Diệp Thần nhìn lệnh bài trong tay, đột nhiên con ngươi có giúp một cái, thần quang làm. Chân chính thần quang làm. Vậy vô cùng là chân quý thần quang làm. Tất cả đại học năm thứ nhất nhóm thế lực chỉ có một quả, có thể tùy ý ra vào thần quốc và những địa phương khác. Cái này, nhưng mà chí bảo à, thần quang làm, không chỉ có thể mình chạy đi chạy lại thần quốc, thậm chí, có thể mang người đi thần quốc. Ngọc Chân Tử, cái này thì cho hắn. Nói cách khác, Diệp Thần sau này có thể đem Tôn Di, Tử Ngưng, Hạ Nhược Tuyết, Phần Anh, Diệp Lăng Thiên các người, cũng kế đó thần quốc. Bất quá hiện tại, Diệp Thần còn không sẽ làm như vậy, hắn muốn cùng thực lực mình mạnh hơn chút nữa, có thể bảo đảm ở thần quốc bảo vệ các nàng, không bị bất kỳ thương tổn gì thời điểm. Ngọc Chân Tử cười nói, vi sư cầm cũng không dùng, liền cho ngươi đi. Thần quang làm, so sánh Diệp Thần, coi là cái gì? Đa tạ sư phụ. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới thần cực tông chỗ Sơn Môn, Chu Viễn Tân đã cùng ở nơi này. Diệp đại ca, đây là bắt trước thần quang làm. Diệp Thần mỉm cười nói, không cần. Ừ, nếu bắt trước thần quang làm cũng cầm, ngươi theo ta cùng đi một chuyến đi. Lấy hắn bây giờ thực lực, có thể chống lại Linh Võ Đại Lục hết thảy, thậm chí có thể ảnh hưởng đến những người khác, mang Chu Viễn Tân, vẫn là hữu dụng. Phi thuyền cực nhanh chạy. Diệp Thần ngồi xếp bằng. Trận chiến ấy quá trình, hắn phải thật tốt cảm ngộ. Cuồng vũ bá chủ thần niệm đã có chút yếu ớt. Nhưng là trước đây không lâu lực lượng kia vào cơ thể mang cho hắn thu hoạch nhưng là vô cùng. Con đường võ đạo, nơi hao tổn lực lượng quá nhiều. Mà thương cổ y thần y đạo, muốn vận dụng lực lượng quá nhỏ. Chí ít thời gian ngắn, lão thương không thể nào tiêu tán. Lão thương, ngươi và cuồng vũ bá chủ cũng lớn như vậy tuổi người, vì sao không thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết? Diệp Thần hỏi. Thương cổ y thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, thằng nhóc, ta cũng muốn à. Nhưng tên kia không nghĩ như vậy có biện pháp gì. Ngày đó, ta sở dĩ châm cứu tổn thương hắn chỗ hiểm, căn bản không phải làm nhục hắn, mà là cứu hắn. Hắn lại không nghe ta giải thích. Cuồng vũ bá chủ cường đại không phải võ, mà là đối với võ đạo lĩnh ngộ. Chiêu thức của hắn bây giờ cũng hàm chứa cường đại võ đạo ý. Ngươi thật tốt lĩnh ngộ, đối với ngươi có chỗ tốt. Diệp Thần gật đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, lão thương, ngươi nếu phải cứu cuồng vũ bá chủ, tại sao phải dùng châm cứu đâm vào cuồng vũ bá chủ chỗ đó? Đổi lại là bất kỳ người đàn ông, cũng sẽ tức giận à? Cái này, thương cổ y thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngươi lấy là ta chẳng ngờ à, lúc ấy chuyện ra khẩn cấp, hơn nữa cái này cuồng vũ phách khi đó thuộc về bùng nổ trạng thái, người bất kỳ đều không cách nào đến gần. Chỉ có chỗ hiểm chi địa mới có hy vọng. Ta nhưng thật ra là cứu tên kia, nhưng là tên kia quá ngoan cố, cho rằng ta đang làm nhục hắn, ta có thể có biện pháp gì? Bởi vì chuyện này, ta cũng đổi mười mấy lần phương. Vốn là luân hồi mộ địa có thể thanh tĩnh một chút, tuyệt đối không nghĩ tới ngươi lại gọi về cái này. Ta thật là phục ngươi tên tiểu tử thúi này. Vậy cuồng vũ bá chủ thật là... Lời còn chưa nói hết. Lại là một đạo kinh thiên động địa thanh âm vang lên. Thương cổ y thần, người dám nói ta là thằng nhóc thúi. Người rốt cuộc đi ra,
hôm nay ta sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút vì sao là kinh thiên võ đạo. Thương cổ y thần sắc mặt xoát trắng, thiên sát người, lão phu lại không nói với ngươi. Ngươi xong chưa? Ta rõ ràng nói bên ngoài thằng nhóc kia. Cuồng vũ bá chủ chút nào không nghe, bất kể là nói ai, vậy một kim thù, ngươi cũng phải chịu đựng ta cơn giận đốt trời. Một khắc sau, luân hồi mộ địa chính là xuất hiện hàng ngàn hàng vạn châm cứu hư ảnh, cùng với một đầu biến ảo ngút trời hung thú võ đạo ý. Diệp thần có chút giở khóc giở cười, thậm chí đang suy nghĩ, sẽ không cái này hai tên tiêu tán ở luân hồi mộ địa không phải bởi vì mình mượn dùng lực lượng, mà là bởi vì hai người ở luân hồi mộ địa đánh nhau đi. Diệp thần trở lại thực tế, vừa định đối với Chu Viễn Tân nói gì, trong đầu đột nhiên lại thoáng qua một chút hình ảnh. Đó là một tòa dưới vách đá vực sâu. Một đầu tràn đầy khí tức viễn cổ ma long bị xiềng xích giam cầm, vết thương chồng chất. Hắn trên mình lại lưu động nồng đậm màu tím đen máu tươi. Máu tươi bên trong lại mang vô số đạo quy luật lực cùng với cuồng bạo sấm sét. Cái này sấm sét lực lượng lại vượt xa ách lôi. Hình ảnh này, Diệp Thần vô cùng quen thuộc. Đây là Cửu Thiên Thần Long Điện hình ảnh. Mà trong hình, hắn lần nữa phát hiện huyết long. Chỉ bất quá thời khắc này huyết long thân thể khổng lồ mười mấy lần. Ngọn lửa cuồng bạo bọc toàn thân. Vậy giống như chân chính rồng thần. Mang ngút trời sát ý rồng thần. Huyết long thương thế trên người cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Vảy rồng phân bay. Từng đạo vết thương tràn ngập, giống như nham thạch nóng chảy máu không ngừng chảy ra. Hắn thở hồng hộc. Nhưng là trong mắt nhưng là tràn đầy kiên định. Không sợ hãi. Ánh mắt này. Cùng Diệp Thần giống nhau như đúc. Chỉ vì là huyết long là Diệp Thần sát ý hội tụ. Diệp Thần là huyết long. Huyết long cũng là Diệp Thần. Đây là thế gian nhất không thể tưởng tượng nổi một đạo phân thân. Đây là Diệp Thần mình cũng không biết khai sáng một đạo phân thân. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, huyết long là Diệp Thần một đạo rồng thần sát ý phân thân. Phân thân chiếu lý mà nói, chỉ có thể yếu hơn bản thể. Mà giờ khắc này huyết long lực lượng nhưng là vượt xa Diệp Thần. Thậm chí vượt quá hỗn độn cảnh. Đột nhiên, xiềng xích chấn động, xa như vậy cổ vực ngoại ma long ngưng mắt nhìn huyết long, lên tiếng. Ta chẳng ngờ chiếm đoạt ngươi. Ngươi và ta định trước lưỡng bại câu thương. Nếu không phải ta bị kẹt, ngươi chết sớm. Sống chung hòa bình, đối với ngươi và ta đều có chỗ tốt. Ta bị kẹt, ngươi còn yếu. Không muốn dẫy dụa nữa. Nhưng mà huyết long nhưng là phát ra một đạo chấn thiên long ngâm. Một giây kế tiếp, cũng là lên tiếng. Ta từ sát ý chứng đạo, mới tại Hoa Hạ Ninh Ba một thiếu niên. Hắn chỉ ta sống chết do mình. Hắn chỉ ta sát ý nhiễm trời. Hắn vượt mọi chông gai, giết hết thiên hạ địch. Hắn thân trong lòng nghịch thiên huyết mạch, thế muốn giết trên 9 tầng trời. Ta bởi vì hắn mà sống. Ta phải chiếm đoạt ngươi đầu này ma long. Dù là ngươi ra đời từ mãi mãi. Dù là ngươi đến từ cường giả ngang dọc vực ngoại. Dù là ngươi từng chém chết vô số hỗn độn cường giả. Ta tất cả không sợ. Bởi vì ta muốn cấp hắn cả đời rồng thần quang vinh. Ta phải nói cho thế gian, hắn Diệp Thần, có ta bảo vệ. Ta nguyện là hắn phá hủy hết thảy ngạc, mất đi hết thảy địch. Một giây kế tiếp. Cả người là bị thương huyết long lại lần nữa hướng vực ngoại ma long đi. Vô tận ngọn lửa cháy toàn thân. Hắn ngọn lửa trên người lại xuất hiện dị biến. Hai đạo cực kỳ chói mắt ngọn lửa đang cháy. Một đạo, là đế lâm hỏa. Một đạo, là thái cổ sát diễm. Huyết long lại cách nhau lớn như vậy không gian, từ Diệp Thần đan điền cầm đi một phần chia ngọn lửa. Ước chừng 2 tiếng. Diệp Thần mở mắt ra. Hắn trong lòng là rung động. Hắn ở vực sâu xuống huyết long trên mình nhìn thấy mình bóng dáng. Huyết long đối kháng xa như vậy siêu tự thân mấy ngàn lần lực lượng vực ngoại ma long, lại là bởi vì mình. Hắn cảm động. Hắn bàng hoàng. Hắn đến nay cũng không biết như thế nào đi Cửu Thiên Thần Long Điện. Mấu chốt hắn bây giờ thực lực, đi vừa có thể như thế nào. Ngay tại lúc này, vậy có chút yếu ớt phân linh thú. Cũng chính là hắn và huyết long duy nhất liên lạc lên tiếng. Không cần lo lắng ta, người ta chung sẽ gặp nhau. Còn con này vực ngoại vật lại coi là cái gì?
Diệp Thần chợt đứng lên, sát ý cuộn sạch toàn thân. Một bên Chu Viễn Tân trực tiếp bị đánh bay. Chu Viễn Tân có chút mộng, Diệp đại ca, người đây là tẩu hỏa nhập ma. Diệp Thần cái này mới tỉnh hồn lại, sát ý thu liếm, Chu Viễn Tân, người nghe nói qua Cửu Thiên Thần Long Điện sao? Chu Viễn Tân lắc đầu một cái, đây là địa phương nào? Ta ở thần quốc lâu như vậy chưa bao giờ nghe. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, vậy khoảng cách Cửu U quốc còn bao lâu? Chu Viễn Tân lúc này mới nói, rất nhanh, một nén hương liền đến. Được. Giờ phút này, Cửu U quốc trong hoàng cung. Một đám cung phụng, lúc này, cũng cấp được xem con kiến trên chảo nóng, từng cái đi qua đi lại, mà Cửu U quốc đế vương, ngón tay không ngừng gõ ngai vàng nắm tay, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trên mặt vẻ uy nghiêm không còn gì vô tồn, thậm chí, thân thể cũng đang khẽ run. Cái này một đám đủ để ngang dọc linh võ, thân phận vô cùng tôn sùng cường giả, lại cũng một bộ sợ hãi dị thường hình dáng. Ngay tại lúc này, bên ngoài hoàng cung, truyền đến thị vệ chợt quát tiếng, người tới người nào. Lại tự tiện xông vào Cửu U quốc hoàng cung. Giết! Có thể một khắc sau, tiếng gào khoảnh khắc biến mất, toàn bộ hoàng cung, đổi được vô cùng yên tĩnh, Cửu U quốc đế vương, cùng một đám cung phụng nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vậy sợ hãi, thần sắc bất an. Cửu U quốc mới bắt đầu, mặc dù không sợ hãi thần quốc. Nhưng là bây giờ Cửu U quốc đã sớm sa sút mấy phần. Thậm chí ma vực lòng đất năng lượng đều bị ma đế đánh một trận chiều ly. Cửu U quốc hiện tại chính là lạc đà gầy. Cố nhiên so mã đại. Nhưng là hiện tại Cửu U quốc phải đối mặt không phải mạch mục gia. Mà là thần quốc mục gia chủ mạch à. Đây chính là khác xa lắc xa lơ. Phải biết, bọn họ vì đề phòng, đã đem thị vệ, toàn bộ đổi thành thái hư cảnh võ giả à. Những võ giả này, đối với Cửu U quốc hoàng thất, vô cùng trung thành, cho dù chết, vậy sẽ chiến đấu hăng hái đến một khắc cuối cùng. Có thể hiện tại, trong nháy mắt, thậm chí liền kêu thảm thiết, đều không phát ra, liền im hơi lặng tiếng. Cửu U quốc đế vương, lập tức liền đứng dậy, cổ tay hắn lộn, nắm một thanh kiếm, chuôi kiếm chỗ chiếm cứ một đầu kim điêu cự long trường kiếm vừa ra, toàn bộ trong hoàng cung. Cũng dạo rực dậy một cổ vô cùng uy nghiêm hơi thở. Nguyên bản mặt đầy sợ hãi Cửu U quốc đế vương, cầm thanh kiếm này sau đó, cũng là tim an tâm một chút. Kiếm này, tên là Cổ Long Kiếm. Là Cửu U quốc trấn quốc chi bảo, một chuôi chân chính cổ khí. Hơn nữa, cái này Cổ Long Kiếm, còn có thể vận dụng Cửu U quốc bên trong, tích toàn mấy chục triệu năm hoàng khí oai rồng. Ở nơi này trong hoàng cung, Cửu U quốc đế vương tay cầm Cổ Long Kiếm, thậm chí, có thể cùng nửa bước chém ách cường giả chống đỡ được. Một hồi thái hư cung phụng, cũng là rối rít tay cầm thánh binh, như lâm đại địch ngưng mắt nhìn cửa hoàng cung chỗ. Ở nơi này tĩnh mịch bên trong, phốc thông phốc thông phốc thông, đột nhiên, một hồi tiếng động lạ từ ngoài cửa truyền tới. Mọi người con người có giúp một cái, một khắc sau, nhưng là ngay tức thì sắc mặt trắng bệch. Ở bọn họ tầm mắt bên trong. Từng cái màu đỏ đậm đồ, dọc theo cửa hoàng cung, lăn vào cung điện bên trong. Nhìn chăm chăm vừa thấy, nhưng là từng hạt tròn đại đầu lô. Lâm cung phụng, hoàng cung phụng kinh hô một tiếng, nguyên bản già nua gương mặt, lại là lập tức, hơn nữa già mấy phần. Hắn xem ghi bàn thắng minh, trong đó một cái đầu người, là bạn tốt của hắn Lâm cung phụng. Hắn cùng Lâm cung phụng từ thanh niên lúc đó, chính là sinh tử chi giao, vạn năm hữu nghị. Hai người giống như thân huynh đệ. Có thể hiện tại, mình huynh đệ đầu người, chỉ như vậy lăn đến trước mặt hắn. Hoàng cung phụng cặp mắt ứ máu, chặt chẽ cắn răng, đè nén mình muốn lao ra hoàng cung cùng những hung thủ kia liều mạng xung động. Mà lúc này, cái khác cung phụng vậy nhận ra những người đó đầu. Lý cung phụng, Âu Dương cung phụng, Trương cung phụng. Cái này mười mấy cái đầu người, lại... Tất cả đều là Cửu U quốc phái ra trì hoãn chủ mạch mục gia cung phụng. Cửu U quốc đế vương, mắt chừng sắp nứt, nắm Cổ Long Kiếm tay, khẽ run, những thứ này đều là hắn trung thần à. Vì Cửu U quốc, lập được vô số công lao hãn mã. Dưới mắt, cứ như vậy bị người giết, hơn nữa, còn như vậy phách lối, như vậy đáng hận đem những người này đầu, dẫn tới trong hoàng cung. Dẫn tới trước mặt hắn. Hắn. Làm sao có thể không giận? Có thể giận,
thì có thể làm gì, chỉ có thể nhịn. Bởi vì, hắn biết, người ngoài cửa tuyệt không phải bọn họ có thể chống lại được. Đạp đạp đạp. Bên ngoài hoàng cung, truyền đến một loạt tiếng bước chân, năm tên mặc cẩm y, mặt đầy lãnh ngạo nam tử, chậm rãi đi vào. Cầm đầu một người nam tử, tóc dài phất phới, hai tay thuộc lòng, cả người màu đen hoa phục, mặt mũi cùng mục dã có mấy phần tương tự nam tử, trên mặt mang âm lãnh sát ý, ngưng mắt nhìn cửu u quốc đế vương. Mọi người thấy vậy, người đàn ông đồ đen, đều là một hồi sợ hãi, cái này nam tử bất ngờ là một người chém ách cường giả. Hơn nữa, vẫn là chém ách ba tầng thiên cảnh giới cường giả. Người này, chính là chủ mạch mục gia con trai trưởng, Mục Du. Mà ở sau lưng hắn, đi theo bốn người, chính là chủ mạch mục gia con em, theo thứ tự là nửa bước chém ách nuôi lưu, thái hư đỉnh cấp nuôi bay, thái hư tầng 8 thiên nuôi loan, thái hư tầng 8 thiên nuôi thương. Một tất cả trưởng lão, bao gồm cửu u quốc đế vương, đều là mồ hôi lạnh cuồn cuộn, vốn là tức giận, cũng bởi vì cái này mấy người mạnh mẽ, tiêu tán vậy không thiếu. Đừng nói đây là 5 người, coi như là chỉ có Mục Du một người, đều đủ để đem hiện tại không đạt tới năm đó cửu u quốc, nghiền thành phấn vụn liền à. Cửu u quốc đế vương hít sâu một hơi, cố mở miệng nói, mấy vị, nhưng mà Mục gia tới quý khách. Mục Du không trả lời, mà là khinh miệt cười nói, cửu u quốc đế vương. Cửu u quốc đế vương gật gật đầu nói, chính là quả nhân. Ha ha, Mục Du bên cạnh nuôi thương cười lạnh một tiếng. Thanh âm bỗng nhiên âm hàn xuống nói, thấy chúng ta Mục gia mọi người, một cái chính là cửu u quốc đế vương, vì sao không quỳ? Chẳng lẽ, thật đúng là lấy là, các ngươi vẫn là thượng cổ vị kia già thiên ma đế dưới sự bảo vệ cửu u quốc sao? Một đám cửu u quốc người nghe vậy, đều là sắc mặt biến đổi. Lại kêu đế vương quỳ xuống. Những người khác thấy đế vương, liền muốn quỳ xuống, những thứ này thần quốc người Mục gia, lại là thấy đế vương. Để cho đế vương quỳ xuống. Bá đạo đến không thể lại bá đạo. Đế vương nếu như quỳ, hoàng uy ở chỗ nào? Cái này, là trực tiếp đem bọn họ cửu u quốc mặt mũi, dẫm ở dưới lòng bàn chân ma sát à? Lại là lau mọi người tín ngưỡng, vị kia già thiên ma đế mặt mũi à? Mục Du các người, mặt lộ vẻ cười nhạt, hắn Mục gia bá đạo thế nào? Một cái sa sút cửu u quốc, còn có thể cầm bọn họ như thế nào không được? Linh võ đại lục đã từng cố nhiên rất mạnh, nhưng là bây giờ không phải là thượng cổ. Thần quốc càng phát ra mạnh mẽ, mà linh võ đại lục đã đi về phía xa sút. Cửu u quốc sâu hơn. Mục giã chỗ ở mạch mục gia, ở thần quốc, mặc dù không tính là cái gì. Nhưng là bọn họ chủ mạch mục gia, có cái này nói chuyện tư cách. Chủ mạch mục gia ở nơi này linh võ đại lục, ở nơi này cửu u quốc, mục gia, chính là trời. Hoàng cung phụng sắc mặt đại biến, mặt lộ vẻ lấy lòng nụ cười tiến lên, hướng về phía Mục Du mở miệng nói, ngài là Mục gia Mục Du công tử chứ. Chuyện này, nói không chừng có chút hiểu lầm. Nhưng mà, không cùng hắn nói xong, đứng ở Mục Du bên người, một người sắc mặt âm lãnh, mỏ nhọn hàm khỉ nam tử, chính là trong mắt tàn khốc chớp mắt, cả người hơi thở, đột nhiên bùng nổ. Người này, chính là nửa bước chém ách nuôi lưu. Khí tức mạnh mẽ cuồng trào ra, ngay tức thì đánh vào hoàng cung phụng trên mình, hoàng cung phụng thân thể, giống như đoạn tuyến con diều vậy đảo phi nhi xuất, máu tươi ói như điên, thân thể lõm xuống, không biết chặn nhiều ít cái xương. Cả người giống như quả cầu da xì hơi vậy, ngã xuống đất, trọng thương sắp chết. Chỉ dựa vào hơi thở, liền đem một người thái hư tồn tại, đánh tới sắp chết. Chúng ta và cửu u quốc đế vương nói chuyện, khởi hữu người cái này rác rưởi. Chen miệng phần. Đồng thời, trong mắt lóe lên một chút khó chịu, hắn tùy ý bùng nổ hơi thở, lại không trực tiếp trong nháy mắt giết cái này cái rác dưới. Hoàng cung phụng, một đám cửu u quốc cung phụng, hét lớn một tiếng, tức giận lẫn lộn trợn mắt nhìn Mục gia mọi người, cả người sát ý gào thét, lại là một bộ muốn cùng bọn họ liều mạng hình dáng. Đường đường cửu u quốc cung phụng, ở trong hoàng cung, bị người ngay trước đế vương mặt trọng thương, còn có thể nhẫn sao? Lui ra, nhưng vào lúc này, một tiếng uy nghiêm thanh âm nam tử, ở trong cung vang lên. Các cung phụng sững sốt một chút, hướng cửu u quốc đế vương nhìn. Cửu u quốc đế vương hít sâu một hơi nói, bổn vương có lệnh, người bất kỳ, không thể đối Mục gia khách quý ra tay. Dứt lời,
hắn lại là hai đầu gối một cong, lại thật, liền quỳ xuống ở Mục Du đám người trước mặt. Trong nháy mắt, những cái kia các cung phụng đều là sắc mặt hôi bại. Bọn họ kính ngưỡng, thần phục đế vương, lại cho người khác quỳ. Đế vương, không phải là cửu u quốc tượng trưng, không nên cho dù là chết, đều là đứng chết sao? Đế vương quỳ, nước đem không nước. Mà một đám Mục gia con em, chính là mặt đầy vẻ châm chọc phá lên cười. Ha ha, thật quỳ. Giỏi lắm à, đây chính là cửu u quốc vương sao? Cũng đúng, không giống con chó như nhau nằm trên đất, như thế nào có thể truyền thừa như vậy nhiều năm? Đã sớm bị chúng ta người thần quốc dẫm nát chứ? Những cái kia lúc trước còn muốn liều mạng cung phụng, lúc này, nhưng là không có sức phản bác. Mà cửu u quốc đế vương, lúc này khẽ cúi đầu, mặt trầm như nước, mắt hổ bên trong, lóe lên lạnh như băng lửa giận. Hắn tại sao quỳ, là bởi vì là sợ chết, đem quốc gia tôn nghiêm, bỏ qua không để ý sao? Không, dĩ nhiên không. Hắn mặc dù nịnh bợ, mặc dù đối với người thần quốc, luôn là mang lấy lòng tâm lý, có thể, hắn cuối cùng là một nước đứng đầu, có hắn danh giới cuối cùng cùng tôn nghiêm. Hắn sở dĩ quỳ, là bởi vì là, hắn biết cái này là bảo vệ cửu u quốc, duy nhất phương pháp. Bảo vệ cửu u địa cung bên trong ma đế huyết mạch phương pháp duy nhất. Hắn có thể chết, có thể chịu nhục. Nhưng Mộ Yên không thể chết được. Nếu không hắn thì thật thật xin lỗi ma đế. Người thần quốc, vẫn không có chia cắt linh võ đại lục, là bởi vì là có thần minh giam quản. Nhưng lúc này đây, Mục Dã nhưng là chết ở cửu u quốc, mặc dù là Diệp Thần giết, có thể cùng cửu u quốc, cũng có không có thể phân chia quan hệ. Như vậy thứ nhất, Mục Dã liền có đem cửu u quốc diệt vong mượn cớ. Hắn biết, chỉ cần mình thể hiện ra từng tia ngăn cản tâm trạng, không chỉ là hắn sẽ chết, cửu u quốc hoàng thất, dân chúng, toàn đều sẽ chết. Ma đế con gái cũng sẽ chết. Hắn biết, nếu như cửu u quốc còn có như vậy một chút hy vọng mà nói, chính là trì hoãn. Trì hoãn đến, Diệp Thần đuổi lúc tới. Vì hắn nước, tự mình hy sinh tôn nghiêm, xem con chó vậy, quỳ xuống người Mục Gia trước mặt, thì như thế nào chứ? Nếu như cửu u quốc có thể vượt qua một kiếp này, hắn chính là không làm cái này đế vương, thì như thế nào? Mất mặt, chỉ là hắn cổ Nam Phi mà thôi. Hắn tình nguyện chết, cũng không muốn bị này nhục lớn, có thể, hắn nhưng tình nguyện bị khuất nhục như vậy, cũng phải bảo toàn cửu u quốc. Bảo toàn ma đế con gái Mộ Yên, dù là, chỉ là gia tăng như vậy từng tia hy vọng, hắn vậy nguyện ý. Đây chính là, hắn thân là đế vương trách nhiệm. Mục Du mắt nhìn xuống quỳ ở trước người cửu u quốc đế vương, lạnh lùng mở miệng nói, đệ đệ ta, là ngươi giết. Nói chuyện đồng thời, chảm ách cảnh khí thức cường đại, điên cuồng xông ra, đem cửu u quốc đế vương, trấn áp hắn hạ. Mục Dã, thiên tư vậy, nhưng, dầu gì là một hồn tu, trọng yếu hơn chính là, hắn làm sao cũng coi là người Mục Gia, chết ở cái này loại lạc hậu vô cùng địa phương, chính là đối với Mục Gia làm nhục. Cho nên, Mục Gia muốn cọ rửa sỉ nhục. Cửu u quốc đế vương bục một tiếng, khạc ra một ngụm máu tươi, cổ long kiếm bên trên ông minh tiếng vang lớn, cuồn cuộn hoàng khí bay lên, chống cự cái này vô cùng áp lực. Như không có cổ long kiếm, chỉ là hơi thở này, là có thể sống sống cầm hắn đè chết chứ. Thậm chí, hắn cảm giác, chỉ cần dâng lên bất kỳ lửa Mục Du ý tưởng, hắn đều sẽ chết. Hắn vô cùng khó khăn mở miệng nói, không phải. Mục Du ánh mắt lóe lên, hắn biết, ở mình hơi thở dưới áp lực, cửu u quốc đế vương, không có nói láo có thể. Là ai? Hắn giọng, âm hàn liền một phần. Cửu u quốc đế vương, ánh mắt run run, trong lòng, đã là lạnh như băng một phiến, nói ra Diệp Thần tên chữ, bọn họ liền đối với Mục Gia, không có giá trị. Như vậy, kết quả, còn cần phải nói sao? Cũng không nói, chết chính là hắn chết, bị hành hạ thì sẽ là tiểu cửu hoặc là Mộ Yên à. Ngay tại lúc này, cửa hoàng cung bên ngoài, đột nhiên vang lên một đạo, nhàn nhạt thanh âm nam tử. Là ta, Mục Du các người, nhướng mày một cái, rối rít xoay người, nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ gặp cửa vào hai người nam tử. Cái này hai người. Dĩ nhiên là Diệp Thần và Chu Viễn Tân. Chỉ là lúc này, hai người cũng không mặc trước thần cực tông đệ tử quần áo trang sức. Mà cửu u quốc đế vương, thấy Diệp Thần sau này,
ngay tức thì vô cùng kích động, nước mắt, lại là trực tiếp xông ra hốc mắt, rung giọng nói, Diệp công tử. Ngài rốt cuộc đã tới. Diệp công tử, ha ha ha, ngươi không cần nói cho ta, ngươi cùng chính là một cái như vậy thái hư cảnh phế vật chứ. Tới cái này hai cái phế vật, chẳng lẽ là có thể cứu ngươi cửu u quốc? Mục Du cười lạnh một tiếng, ngưng mắt nhìn Diệp thần nói, ngươi nói, là ngươi. Là ta, Diệp thần gật đầu một cái, ta hiện tại, chỉ cho ngươi một lần cơ hội, đối với cửu u đế quỳ xuống nói xin lỗi, sau đó, mang Mục gia người cút. Chuyện này liền đến đây chấm dứt. Diệp thần mặc dù trước đây đối với cửu u quốc đế vương có chút ý kiến, nhưng là trải qua lần này sự việc, hắn ngược lại là có đổi cái nhìn. Một cái đời này đế vương vì một nước nguyện ý buông tha mình tôn nghiêm. Loại người này là đáng tôn kính. Mục gia mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không nhịn được cười to, cười được eo đều phải cong. Ở đâu ra thằng hề, một cái thái hư nhất tầng thiên giác dưới, vẫn còn cho bọn họ Mục gia cơ hội. Còn quỳ xuống nói xin lỗi. Còn cút. Mục Du cân nhắc nhìn Diệp thần, mở miệng nói, à. Như vậy ta cự tuyệt, ngươi thì phải làm thế nào đây? Diệp thần mặt không thay đổi nói, diệt ngươi Mục gia. Toàn bộ cửu u quốc hoàng cung, ngay tức thì lâm vào yên lặng. Một đám cung phụng, và cửu u quốc đế vương, đều là trợn to cặp mắt. Diệp thần, ở linh võ đại lục sự tích, bọn họ đều biết, vô địch tại thái hư cảnh, rất nghịch thiên, có thể chạm ách cảnh và thái hư cảnh chênh lệch, cũng không phải là tốt như vậy vượt qua à. Diệp thần, lại là vừa mở miệng, liền muốn tiêu diệt Mục gia. Mục Du trên mặt nghiền ngẫm vẻ, không còn gì vô tồn, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp thần. Hiện tại, một cái không biết từ nơi nào chui ra ngoài thái hư tồn tại, cũng dám vừa mở miệng, thì phải diệt hắn Mục gia. Mục Dã bên người, nửa bước chém ách nuôi lưu hừ lạnh nói, nuôi thương, nuôi bay, nuôi loan, cầm người này giải quyết. Đối diện, bất quá là một người thái hư nhất tầng thiên và một người thái hư hậu kỳ tồn tại thôi, nuôi loan ba người, vậy là đủ rồi, thậm chí cũng không cần hắn nuôi lưu động tay. Bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới thái hư hậu kỳ Chu Viễn Tân một mực đi theo Diệp thần sau lưng, dè đặt. Rõ ràng có địa vị kém. Ba người đồng thời kêu, nhìn về phía Diệp thần hai người, trên mặt hiện ra cười tàn nhẫn ý. Thái hư đỉnh cấp nuôi bay lạnh như băng nói, ta ngăn trở cái đó thái hư hậu kỳ người, các ngươi, cầm xuất khẩu cuồng ngôn phế vật giết liền sau đó, liền cùng ta cùng nhau giải quyết hắn. Chu Viễn Tân đối mặt ba người, mặt tròn bên trên nhưng là lóe lên một cái vẻ cổ quái. Một khắc sau, nuôi bay ba người, chỉ cảm thấy được người trước mắt ảnh nhất tránh, chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy được ngực, một hồi đau đớn. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy trước mặt Chu Viễn Tân, mặc dù còn đứng tại chỗ, nhưng trong tay, nhưng chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một thanh trường kiếm. Một chuôi, đang ở trường kiếm nhỏ máu. Một hồi lạnh như băng, từ tứ chi vò tới. Phốc thông phốc thông phốc thông. Ba người thân thể, cùng chung về phía trước ngã xuống, lộ ra một đám cung phụng, cửu u quốc đế vương, thậm chí là nuôi lưu cùng Mục Du, không khỏi kinh hãi ánh mắt. Nuôi bay ba người, lại chết như vậy. Cái này, làm sao có thể? Cái đó mặt tròn nam tử, cũng không chỉ là một người thái hư hậu kỳ võ giả sao. Mà lúc này Diệp thần, nhưng là mặt lộ cười nhạt. Không tệ, Chu Viễn Tân, bất quá là thái hư hậu kỳ mà thôi. Nhưng, hắn là thông thường thái hư hậu kỳ sao? Thần cực tông tạp dịch viện, há là ai cũng có thể gia nhập. Cho dù là tạp dịch viện, vậy, cũng là một nhóm thế lực tạp dịch viện à. Có thể nói, Chu Viễn Tân, nếu như đặt ở thần quốc, đủ để được gọi là yêu nghiệt. Ở thần cực tông bên trong không cách nào vượt cấp, không đại biểu đối mặt Mục gia gia tộc như vậy võ giả, liền không cách nào vượt cấp. Đừng nói, là trong nháy mắt giết mấy tên thái hư cảnh tồn tại. Ở Diệp thần xem ra, cho dù là chém ách Mục Du, cũng chưa chắc là bùng nổ Chu Viễn Tân đối thủ. Tu võ thiên phú, chênh lệch quá lớn. Mục Du mặc dù chém ách, nhưng thực lực có thể còn không sánh bằng thái hư hậu kỳ thần cực tông đệ tử. Cũng là Diệp thần trước mắt thấy yếu nhất chém ách. Dựa vào đan dược đôi triệt chém ách. Chu Viễn Tân cười nhạt nói, các ngươi hiện tại, còn cảm thấy Diệp đại ca nói tiêu diệt các ngươi Mục gia là đùa giỡn sao?
Đáng chết, Mục Du hai mắt đỏ như máu, giạt dao lửa giận, hừng hực cháy. Mình, là tới cọ rửa Mục gia sỉ nhục à? Làm sao, lại bị một cái không giải thích được, nhảy ra thái hư võ giả giết ba cái người Mục gia. Nếu như truyền đi, hắn Mục gia còn như thế nào ở thần quốc đặt chân? Nuôi Lưu, giết hắn cho ta. Hắn giận dữ hét, cả người hơi thở mãnh liệt, tạm thời, lại không có ra tay. Cái này mặt tròn nam tử, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng cho hắn một loại vô cùng là quỷ dị, thậm chí, nguy hiểm hơi thở. Hắn muốn tìm cơ hội, ở Nuôi Lưu cùng Chi giao thủ trong quá trình, tìm được một kích giết chết cơ hội. Nuôi Lưu khẽ quát một tiếng, nửa bước chém ách dâng trào linh lực, như vạn trượng sóng lớn vậy tung lên, một đạo con ưng khổng lồ hư ảnh, vây quanh Nuôi Lưu quanh thân quanh quẩn không ngừng, hắn cặp mắt bên trong sát ý bung ra. Sợ hãi trưởng ý, tràn ngập đúng tòa hoàng cung, trong hư không, hiện ra đạo đạo đen nhánh trưởng ấn. Nuôi Lưu mặc dù kiêu ngạo, nhưng hắn không hề ngu, đối mặt Chu Viễn Tân, hắn phải 200% phát huy thực lực. Những cái kia thái hư cảnh cung phụng, ở nuôi chảy toàn lực bùng nổ hạ, lại là thân hình run rẩy, sắc mặt cuồng biến, liền đứng cũng đứng không vững, trong nháy mắt, bị chấn áp tại, trong mắt của bọn họ tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cái này... Bất quá chỉ là tản mát ra một chút trưởng ý à. Giống như này kinh khủng. Đủ để tưởng tượng, Nuôi Lưu một trưởng này, có bao nhiêu nghịch thiên. Huyền ưng thần trưởng, Nuôi Lưu quát lên một tiếng lớn, vậy quanh quẩn không ngừng con ưng khổng lồ hư ảnh, cùng hai tay bây giờ, trưởng lực hòa hợp, mang như có như không võ đạo bản nguyên khí tức, đánh phía Chu Viễn Tân. Trong chốc lát, cửu u quốc trong hoàng cung, thiên diêu địa động, một trưởng ra, vạn vật mất đi. Chu Viễn Tân nhìn vậy con ưng khổng lồ trưởng ấn, nhưng là khẽ cười lạnh, mặt hiện vẻ khinh thường, cổ tay lộn, cổ khí trường kiếm kiếm quang lẫm liệt, nhàn nhạt nói, vạn tuyệt kiếm. Vạn tuyệt kiếm, thần cực tông một bộ nửa bước thượng cổ võ, Chu Viễn Tân đã tu luyện đến đại thành cảnh giới, dùng để đối phó cái này huyền ưng thần trưởng, dư sức có thừa. Kiếm khí kích động lên, trong thoáng qua hóa số lượng vạn đạo kiếm mang, đem vậy huyền ưng thần trưởng ấn khuấy thành nghiền. Hướng Nuôi Lưu, nghiền ép đi. Nguyên bản, một trưởng đánh ra sau còn khá là tự đắc Nuôi Lưu, nhưng ở Chu Viễn Tân xuất kiếm ngay tức thì, sắc mặt cuồng biến. Nhìn như uy thế vô cùng trưởng ấn, lại là giống như giấy dán vậy, không chịu nổi một kích. Tại mới vừa, vẫn còn ở cửu u quốc đế vương cùng trước mặt người, không thể nhất thế, kiêu ngạo vô cùng, tùy ý trọng thương hoàng cung phụng, giống như thiên thần giống vậy Nuôi Lưu. Lúc này lại cực kỳ giống kinh hoàng đứa nhỏ. Hắn sắc mặt trắng bệch, điên cuồng bạo lui, hướng về phía Mục Du sợ hãi thét to, Du ca cứu ta. Một kiếm này thật đáng sợ, thật là, giống như là địa ngục tử thần, vậy thu hoạch nhân mạng lưỡi liềm kiếm. Mục Du sắc mặt quính lên, lần này tới cửu U Quốc, đã tổn thất ba tên Mục gia con em, mà nửa bước chém ách Nuôi Lưu, tuy là tách ra, khá vậy đủ để coi như con em nồng cốt liền à. Làm sao có thể lại chết như vậy? Chớ nói chi là, Nuôi Lưu và hắn cảm tình cực tốt. Là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Thân hình hắn động một cái, liền muốn ra tay cứu giúp. Có thể nhưng vào lúc này, Chu Viễn Tân khóe miệng, nhưng là dương lên một chút cười nhạt, mở miệng nói, ha ha, Nuôi huynh, tùy ý nhúng tay người khác chiến đấu, nhưng có mất phong độ à? Tiếng nói vừa dứt, một đạo màu vàng kim dây thừng. Lại là hướng Mục Du, bắn nhanh đi. Cơ hồ là khoảnh khắc bây giờ, liền đem Mục Du cuốn lấy. Trói buộc ở tại chỗ. Không, mà đây chốc lát trì hoãn, vậy vạn đạo kiếm mang, liền hoàn toàn đem Nuôi Lưu chìm ngập. Nuôi Lưu, chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, liền bị ngang dọc kiếm quang chém thành vô số cục thịt, liền thần hồn, cũng cùng chung mất đi. Nuôi Lưu, Mục Du chính mắt thấy đồng tộc ở trước mắt chết thảm, mắt chừng sắp nứt. Hắn cúi đầu nhìn trên mình vậy lóe lên kim quang dây thừng, nhưng là không khỏi được kêu lên một tiếng nói kim phẩm thúc kim thừng. Cái này thúc kim thừng, là một loại ở trong thần quốc, khá là nổi danh pháp khí đặc biệt, chuyên dụng tại trói buộc võ giả, phân là ba cái phẩm cấp kim, bạc, đồng. Mà kim phẩm thúc kim thừng, giá tiền là vô cùng là đắt giá à. Liền hắn Mục gia, cũng chỉ có một cái bạc phẩm thúc kim thừng thôi, hơn nữa, vẫn là ở mình trong tay phụ thân. Hiện tại, tên này nhìn như thông thường thanh niên,
tiện tay liền lấy ra một cái kim phẩm thúc kim thừng. Cái này há chẳng phải là nói, đối phương lai lịch, rất có thể là hai ba nhóm thế lực. Mục Du, có chút run rẩy. Điều này cũng làm cho có thể giải thích, tại sao, cái này mặt tròn thanh niên chiến lực, như vậy kinh khủng à. Thế lớp 10 phẩm cao hơn thiên. Chu Viễn Tân trên mặt, vẻ khinh thường nhưng càng đậm mấy phần, cái này kim phẩm thúc kim thừng, ở thần cực tông bên trong, chỉ phải hao phí một chút xíu điểm cống hiến, là có thể đổi. Bất quá, ở thần cực tông bên trong cũng không có ích gì, chỉ cần võ đạo ý cảnh, võ tu vi cao một chút, hoặc là pháp khí hộ thân phẩm cấp cao, cái này kim phẩm thúc kim thừng, liền không cách nào tạo thành bất kỳ uy hiếp. Cũng chỉ đối phó xem Mục gia loại gia tộc này thôi. Ngay tại Mục Du khiếp sợ tại cái này kim phẩm thúc kim thừng lúc đó, Chu Viễn Tân xuất thủ lần nữa. Vạn tuyệt kiếm. Mấy chục ngàn đạo khủng bố kiếm mang, ngưng tụ vào trong hoàng cung, vậy lấy vững chắc vật liệu mài rũa mà thành long văn cột đá bên trên, đều là hiện ra đạo đạo sắc bén vết kiếm. Hắn ánh mắt phong tỏa Mục Du, vẻ khinh miệt, cơ hồ đều muốn thực chất hóa. Cái này Mục Du, không chỉ là xuất thân, kinh nghiệm chiến đấu, cũng là rác dưới đến không thể lại rác dưới. Phỏng đoán, cũng chỉ dựa vào tu vi, gia thế, ở địa phương nhỏ, khi dễ một chút nhỏ yếu chứ. Thậm chí, chân chính sống chết quyết đấu, đều không làm sao trải qua chứ. Cũng không biết tên này làm sao chống nổi chém ách, sợ rằng toàn bộ chủ mạch Mục gia toàn lực mới giúp người này vác qua một kích này đi. Nếu như thần cực tông đệ tử, tuyệt sẽ không đang trong chiến đấu, dễ dàng như vậy tâm thần thất thủ. Cho dù, hắn tu vi so Mục Du thấp ra rất nhiều, Chu Viễn Tân vậy chút nào xem thường phế vật như vậy. Giết hắn, dễ như trở bàn tay. Mục Du nhìn hướng hắn vào tới kiếm mang, mồ hôi lạnh cuồng lưu, hắn mới vừa rồi nếu là không có phân tâm, còn có thể tháo ra thúc kim thừng trói buộc, có thể hiện tại, nhưng là chậm à. Cho dù, hắn là chém ách ba tầng thiên, khá vậy không lòng tin, dựa hết vào mình vậy thần khí cấp cái khác pháp khí hộ thân, chống cự Chu Viễn Tân kinh khủng này đến để cho Mục Du cũng không dám tin tưởng, xuất từ một người thái hư tích chữ ở trong tay một kiếm à. Phốc thông một tiếng, mới vừa rồi còn không thể một đời Mục Du, lại là trực tiếp quỳ xuống Chu Viễn Tân cái này thái hư tích chữ ở trước mặt, nước mắt cũng chảy xuống, kêu khóc nói, tha ta. Tha ta à. Phế vật, Chu Viễn Tân lạnh lùng nói. Mắt thấy, mấy chục ngàn đạo kiếm mang, thì phải đem Mục Du, hoàn toàn chìm ngập. Ngay tại lúc này, trong hư không, đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh, trong tay hắn, cầm một chuôi đỏ thẫm trường thương, phía trên minh in phiền phức phủ văn, hai tròng mắt bên trong, tinh quang lóe lên, tiện tay một thương đánh ra. Thương xuất như long, xích mang bạo tránh. Vậy mấy chục ngàn đạo kiếm mang, lại là khoảnh khắc mất đi. Mọi người nhìn về phía giữa không trung bên trong, nhưng là một người tay cầm trường thương, cả người áo bào đen, đầu tóc bạc trắng, vóc người to lớn ông già. Người này một tay cầm súng, một tay thuộc lòng, mặt mũi mặc dù già nua, nhưng là hai tròng mắt bên trong, nhưng là thần quang đầy đủ, mắt nhìn xuống mọi người tại đây, một bộ lánh đời cao thủ điệu bộ. Trong hoàng cung mọi người, đều là mặt hiện vẻ ngạc nhiên, chẳng ai nghĩ tới. Cái này trong cung còn cất giấu như vậy một người ông già. Chỉ có Diệp Thần, sắc mặt nhàn nhạt, lấy hắn bây giờ thực lực, đã sớm phát hiện người này tồn tại. Mục Du nhìn tên kia ông già, nhưng là mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên nói, lão tổ. Ông cụ này, bất ngờ chính là Mục gia lão tổ, nuôi đang đình, tu vi chém ách. Mặc dù trong cảnh giới và Mục Du khác biệt không lớn, nhưng là hùng hậu cảm giác nhưng là ngàn kém vạn đừng. Căn cơ cực kỳ chi ổn. Tu luyện trăm năm chém ách làm sao có thể cùng tu luyện vạn năm chém ách như nhau đâu. Cái này lão tổ hơi thở, nếu như tiến vào thần cực tông, chỉ sợ cũng có thể trở thành đệ tử nội môn. Nuôi đang đình quét Mục Du một mắt, không nói gì, nói thật, hắn đối với Mục Du biểu hiện rất thất vọng. Bất quá, Mục Du thân là Mục gia chủ mạch con trai trưởng, lại là tu võ thiên phú khá là tốt con trai trưởng, lần này tới Cửu U Quốc. Mục gia lão tổ, vẫn là âm thầm đi theo, hắn sáng sớm liền núp ở hư không. Lúc này, nhưng là ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Chu Viễn Tân. Sở dĩ, Chu Viễn Tân giết liền Mục gia con em, hắn cũng không có ra tay, chính là kiêng kỵ tại Chu Viễn Tân thế lực sau lưng.
Từ Chu Viễn Tân vừa vào hoàng cung, hắn liền có thể cảm giác được, cái này nhìn như thông thường thanh niên vô cùng là bất phàm. Có thể hiện tại, vì Mục Du, hắn nhưng không xuất thủ không được, dẫu sao, Mục Du là Mục gia tương lai. Nuôi đang định hướng về phía Chu Viễn Tân, mở miệng nói, vị này tiểu huynh đệ, người hẳn là người thần quốc chứ. Có thể hay không cho biết lão phu, người đến từ gia tộc nào, hoặc là tông môn nào. Mọi người nghe vậy, đều là sững sốt một chút. Chu Viễn Tân, giết Mục gia mấy tên con em trẻ tuổi, cái này nhìn vô cùng mạnh mẽ Mục gia lão tổ, lại thật giống như còn đối với hắn, khách khí. Liền liền Mục Du đều có chút trợn tròn mắt, vội vàng nói, lão tổ tông, giết hắn. Hắn giết ta Mục gia hết mấy người. Im miệng, nuôi đang đình nghiêm túc quát một tiếng, nhìn Mục Du hơn nữa thất vọng, cái này ngu xuẩn đến bây giờ còn không biết rõ tình trạng. Hù được Mục Du, vội vàng im miệng. Chu Viễn Tân, nhưng là cười lạnh nói, người thật muốn biết. Nuôi đang đình nghiêm mặt nói, ta xem vị này tiểu huynh đệ, quen mặt rất, có lẽ cùng chúng ta Mục gia từng có sự giao hảo, mong rằng báo cho biết. Ha ha, Chu Viễn Tân mặt lộ vẻ châm chọc nói, được rồi đi, ngươi không xứng. Hoàng cung bên trong, tựa hồ có gió lạnh cuốn qua, lôi cuốn từ từ sát ý. Nuôi đang đình một cặp tròng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Viễn Tân, hắn dầu gì là nhất tộc lão tổ, trước mắt Chu Viễn Tân, bối cảnh mạnh hơn nữa, cũng bất quá là một người thái hư võ giả thôi, còn như, bên người hắn Diệp Thần, trực tiếp bị nuôi đang đình bỏ quên, một cái thái hư nhất tầng thiên tồn tại, tối đa cũng chính là Chu Viễn Tân tùy tùng chứ. Mặc dù, mới vừa rồi Chu Viễn Tân kêu hắn Diệp đại ca có chút kỳ quái, bất quá, nuôi đang đình không có để ở trong lòng. Hắn sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ ra, nếu như tùy tùng, Chu Viễn Tân càng giống như là Diệp Thần tùy tùng. Ngay tại lúc này, Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng, lão gia, ngươi còn nhớ không nhớ, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Hắn lúc ấy, lúc nói chuyện, tự nhiên bao gồm nuôi đang đình ở bên trong. Cái gì, nuôi đang đình nhướng mày một cái này quá hư nhất tầng thiên phế vật, không phải là muốn nói, hắn ban đầu liền phát hiện mình chứ. Ở chỗ này, và hắn gắn. Diệp Thần chỉ cửu U quốc đế vương nói, và đế vương quỳ xuống, nói xin lỗi, sau đó, mang Mục ra người, cút, ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Nuôi đang đình giận râu tóc dựng lên, nét mặt già nua bên trên, đỏ tươi một phiến, lửa giận điên cuồng phun trào, phẫn nộ quát tiểu bối, ngươi là thật không biết trời cao đất rộng. Lại dám kêu hắn nuôi đang đình, quỳ xuống, nói xin lỗi. Đôi ba lần, coi thường uy nghiêm của hắn. Tốt, rất tốt, tốt vô cùng. Hắn ánh mắt bên trong, sát ý ngưng tụ, hắn ngày hôm nay coi như ở đất man hoang này, làm thịt cái này hai cái phế vật, thật là có người có thể tra ra được. Hơn nữa, đại thế lực con em, xuất thân nhất định không rẻ chứ. Một khắc sau, trường thương bên trên, xích mang chớp động, cái này nuôi đang đình lại là chút nào do dự không có, trực tiếp ra tay. Chém ách linh lực phun trào, mưa gió gào thét, thiên địa biến sắc, số lượng cao thiên địa linh khí, bị nuôi đang đình dẫn động, hội tụ đến trường thương bên trong, cơ hồ, phải đem toàn bộ cửu U quốc, hút khô. Chảm ách cảnh, vốn là siêu thoát linh võ đại lục lực lượng. Cái này một thương, tỏa định nhưng là Chu Viễn Tân. Một thương đánh ra, một đạo xích long hư ảnh, nhảy lên, hướng về phía Chu Viễn Tân, gào thét gầm thét. Đúng tòa hoàng cung cũng thuộc về sụp đổ bên bờ, mà toàn bộ cửu U quốc cũng đang kịch liệt hỗn loạn, kế cận tan vỡ. Xích long bay vút lên ngay tức thì, trong hoàng cung hư không, lại là điên cuồng bể tan tành, một kích này đã dung chuyển cửu U quốc võ đạo quy luật. Dung chuyển võ đạo quy luật, là ý gì? Chính là lực lượng, đã siêu thoát quy luật trói buộc, có thể đem cái này một phiến khu vực, đánh cho thành chân chính hỗn độn, vạn vật không còn tồn tại. Chu Viễn Tân sắc mặt biến đổi, hắn mặc dù có thể vượt cấp mà chiến, nhưng, cũng có cực hạn, nuôi đang đình một kích này, đủ để đem chi trong nháy mắt giết. Đây là nội viện lực lượng. Hắn không địch lại à? Cửu U quốc đế vương các người, thần sắc thảm biến, xong rồi, thật xong rồi, ai có thể nghĩ tới cái này Mục gia lão tổ vậy cùng đi đâu? Mục Du trên mặt, nhưng là lóe lên hưng phấn, sảng khoái vẻ. Đây là... Diệp Thần nhưng là nhàn nhạt giơ tay lên, hắn cũng dậy kiếm chỉ, hướng về phía nuôi đang đình nhẹ nhàng vung lên.
Một kích này hàm chứa hắn mấy ngày nay đối với cuồng vũ bá chủ võ đạo cảm ngộ. Giờ phút này, hắn tựa như ở tùy ý xua đuổi nhiễu người sâu bay vậy. Một khắc sau, thời gian tựa như ngừng, một đạo kim quang hiện lên tại ở giữa thiên địa. Mọi người trong lòng cũng mơ hồ sinh ra một loại thế giới ở kim quang bên trong, một phân thành hai ảo giác. Kim quang thoáng qua, xích long, mưa gió, chấn động, tất cả đều tiêu tán. Ở giữa thiên địa, bình tĩnh lại. Mà nguyên bản mặt đầy sát khí nuôi đang đình, lúc này, nhưng là một phiến khó tin thần sắc. Động lại, khó tin thần sắc. Một đạo huyết tuyến, hiện lên tại nuôi đang đình giữa eo, hắn nửa người trên, cùng nửa người dưới, chậm rãi chia lìa, từ giữa không trung bên trong, rơi xuống đất. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn lướt qua nuôi đang đình thi thể, ngược lại có chút bất ngờ. Xem ra, mình ở thần cực tông đợi lâu, thấy quen tông môn thiên tài, ngược lại là đối với cái này mục gia lão tổ đánh giá cao mấy phần. Người này thực lực có thể còn chưa kịp người nọ ma tộc ở giữa một người. Xem ra, con đường võ đạo, tuổi tác và tu vi không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là thiên phú. Chu Viễn Tân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hướng về phía Diệp Thần vô cùng cung kính nói, đa tạ Diệp đại ca, xuất thủ cứu giúp. Xem thái độ đó, căn bản là Diệp Thần tiểu đệ à. Mà trong hoàng cung mọi người, đã hoàn toàn thử ra. Bọn họ nguyên bản, thật ra thì cũng cùng nuôi đang đình vậy, cho rằng Diệp Thần bất quá là Chu Viễn Tân tùy tùng thôi, sở dĩ kêu Diệp Thần Diệp đại ca, có thể, là bởi vì là giúp qua Chu Viễn Tân giúp cái gì, để cho hắn đối với Diệp Thần mang theo một phần tôn kính thôi. Dẫu sao, hai người cảnh giới kém được quá lớn, hơn nữa, Chu Viễn Tân thực lực quá nghịch thiên. Cái này loại đặt ở thần quốc, cũng không có so kinh nghiệm yêu nghiệt, làm sao có thể sẽ là tiểu đệ. Sẽ cam nguyện đi theo người khác. Có thể hiện tại, thấy Chu Viễn Tân lúc này thái độ, bọn họ mới hoàn toàn rõ ràng. Chu Viễn Tân, nào chỉ là tiểu đệ à? Giọng nói kia, mặc dù gọi Diệp Thần là Diệp đại ca, có thể thật là giống như là thấy được mình thần như nhau. Bất quá, cái này còn tại thứ yếu, mấu chốt nhất vẫn là Diệp Thần bày ra thực lực. Chấn động tủng đến suy nghĩ tan vỡ. Mới vừa rồi, đó là cái gì? Diệp Thần theo vung tay lên, thì cho bọn họ một loại, thế giới sắp hỏng mất cảm giác à. Vậy vô cùng cường hãn, cơ hồ có thể đem cửu u quốc võ đạo quy luật dung chuyển nhất kích, liền bị Diệp Thần cái này vung tay lên miễn cưỡng mất đi. Vậy mục gia lão tổ, luôn miệng âm cũng không có phát ra, lại chết như vậy. Thần quốc gia tộc lão tổ, ở Diệp Thần trước mặt. Thật, giống như là con kiến hôi vậy à. Bất quá, nếu như bọn họ biết, cái này còn không là Diệp Thần toàn lực, có thể sẽ trực tiếp hù được ngất đi chứ. Mà lúc này Mục Du, nhìn vậy bị chém thành hai đoạn, chết được không thể chết lại lão tổ, nhưng là sắc mặt đờ đẫn, trong mắt một phiến ảm đạm, quần, đã ướt đẫm. Trực tiếp, bị sợ xón đái. Diệp Thần chậm rãi, đi tới Mục Du trước mặt, mắt nhìn xuống hắn, nhàn nhạt nói, quỳ xuống, nói xin lỗi. Mục Du nghe vậy, lại là tựa như nghe ác ma nói nhỏ vậy, vô cùng được kinh hoàng, tựa như nổi điên nhào tới cửu u quốc đế vương trước người, điên cuồng dập đầu, cuồng loạn gào lên, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, cầu ngài tha thứ, ta sai rồi, ta là tạp loại, ta mạo phạm ngài, cầu ngài tha thứ ta cái này tạp loại đi. Cút, Diệp Thần nói. Loại người này, hơn liếc mắt nhìn cũng để cho hắn buồn nôn. Mục Du giống như là nghe được thần dụ vậy, không chút do dự vừa quay người thân thể, tứ chi chạm đất, tay chân cũng dùng leo ra ngoài cửu u quốc hoàng cung, tựa hồ, đã thật đem mình làm liền một con chó. Ngay tại Mục Du chuẩn bị hoàn toàn rời đi lúc đó, Chu Viễn Tân chặn lại Mục Du đường đi, rồi sau đó ngồi chồm hổm xuống, ở Mục Du tai vừa mở miệng. Này, cầm tin tức mang về, từ nay về sau thần quốc không hy vọng lại còn mục gia. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi muốn báo thù cũng có thể. Giết các ngươi lão tổ là thần cực tông đệ tử. Hoan nghênh tới thần cực tông làm khách. Làm Mục Du nghe được thần cực tông cái này ba chữ thời điểm, ngay tức thì ngã nhào trên đất. Cả người không có sức. Đây chính là thần quốc một cùng tông môn. Mục gia làm sao có thể dung chuyển. Hắn làm sao vậy không nghĩ ra, mục giã làm sao có thể sẽ đắc tội như vậy tồn tại. Diệp Thần nhìn về phía cửu u quốc đế vương,
mang vẻ áy náy nói, Cửu U đế, ta đến chậm. Cửu U quốc, ở Huyền Nguyệt Tông gặp nạn lúc đó, trợ giúp qua hắn, hắn tự nhiên muốn che chở Cửu U quốc, thật ra thì, hắn ở chiến thắng Hồng Diễn sau đó liền muốn đi một chuyến Mục Gia, chỉ là hắn đang cùng Hồng Diễn đánh một trận sau đó, có cảm ngộ, tựa hồ có thể đem cuồng vũ bá chủ võ đạo ý vận hơn hấp thu một ít, vì vậy, mà trì hoãn. Khá tốt, lần này kịp thời chạy tới. Cửu U quốc đế vương, lúc này còn có chút hỗn loạn, không dám tin tưởng, bất quá hắn dầu gì là một nước đứng đầu, rất nhanh liền khôi phục trấn định, mặt đầy vui mừng nhìn về phía Diệp thần nói, Diệp công tử nơi nào nói, có thể tới, cũng đã là ta Cửu U quốc lớn may mắn à. Cổ Nam Phi chúc mừng Diệp công tử, thực lực đại tăng. Hắn biết, ban đầu hắn là Diệp thần giấu giếm tin tức, mặc dù, vì vậy trả giá mười mấy tên thái hư cung phụng tánh mạng, nhưng là đánh cuộc đúng à? Đối với được không thể lại đúng. Có Diệp thần tồn tại, Cửu U quốc ắt phải quật khởi. Diệp thần chân mày khều một cái, nghe được Cửu U quốc đế vương, trong giọng nói dị thường. Hắn tự xưng Cổ Nam Phi. Chẳng lẽ, lúc này, Cửu U quốc đế vương nhưng là mặt đầy đau buồn vẻ, tự tay nhặt lên trên đất đầu người, hướng về phía bên cạnh mấy tên cung phụng, trầm giọng nói. Truyền ta ra lệnh. Đem chết đi những thứ này cung phụng, lấy Cửu U quốc lễ nghi cao nhất, hậu táng chi, đem người nhà của bọn họ, phân phong ban thưởng. Đem bọn họ tên chữ, khắc ở cổ đá bên trên. Những người này, mới thật sự là công thần. Vốn là, cổ đá là dùng để ghi lại triều đại Cửu U đế vương danh hiệu, chỉ có những cái kia đã từng cứu quốc chi người, có thể cùng đế vương cùng chung xếp hạng trên đó. Sau đó, hắn chuyển hướng Diệp thần. Mỉm cười nói, Diệp công tử, ta là thời điểm lui vị. Diệp thần cau mày nói, vì sao? Cửu U quốc đế vương, mặc dù nịnh bợ, nhưng cũng là vì Cửu U quốc lợi ích cân nhắc, nói cho cùng coi như là một người hiền quân. Đế vương mặt lộ cười khổ nói, bất luận nguyên nhân là cái gì, ta cuối cùng hướng về phía người khác quỳ xuống, còn mặt mũi nào mặt bá chiếm đế vị. Diệp thần yên lặng, người có lúc thật sự là thân bất do kỷ. Đế vương lại là cười một tiếng nói, Diệp công tử, ta muốn truyền ngôi cho tiểu cửu. Diệp thần hiện tại chính là Cửu U quốc lớn nhất chỗ dựa vững chắc, người nào thừa kế ngôi vị hoàng đế, tự nhiên phải đi qua Diệp thần cho phép. Diệp thần gật đầu nói, có thể, bất quá tiểu cửu tuổi còn nhỏ quá, vẫn là lấy tu hành làm chủ, lúc bình thường, quốc gia chuyện ngươi hơn chiếu xem. Đế vương cung kính hành lễ nói, cần nghe Diệp công tử phân phó. Ngay tại lúc này, ở giữa thiên địa, một đạo kinh khủng à khí đột nhiên hạ xuống. Diệp thần con người đông lại một cái, ý định giết người hội tụ. Chẳng lẽ Mục Gia lại người đến? Trên đại điện mọi người, rối rít diễn cảm ngưng trọng. Nếu như thần quốc Mục Gia lại hạ xuống một ít cường giả, toàn bộ đại điện cũng có thể hủy đi à? Xa mới, chuẩn bị chiến đấu. Diệp thần đột nhiên mở miệng. Chu Viễn Tân gật đầu. Tay cầm trường kiếm, quanh thân linh lực vận chuyển tới trình độ cao nhất. Chỉ cần đối phương người tới không tốt, lập tức động thủ. Bầu không khí ngưng trọng đến mức tận cùng. Đột nhiên, một đoàn cuồn cuộn ma khí hạ xuống đại điện. Một cái áo bào đen người đàn ông trung niên xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Chu Viễn Tân mới vừa muốn động thủ, vậy người đàn ông trung niên nhưng là ánh mắt rơi vào Diệp thần trên mình, Diệp tiên sinh. Diệp thần con người đông lại một cái, sát ý thu liễm, người biết ta. Áo bào đen người đàn ông trung niên lộ ra một đạo nụ cười, Diệp tiên sinh, ta là ma đế ở thần quốc tùy tùng, ta nghe ma đế nhiều lần nhắc tới tiên sinh. Lần này tới, là ma đế để cho ta tới đón ma linh tử tiền bối cùng với Mộ Yên điện hạ. Đây là, Cửu U quốc đế vương mới phản ứng được, ngón tay bắt pháp quyết, một phiến cửa mở ra. Một cái khí chất yên nhiên thiếu nữ đi ra. Chính là Mộ Yên. Mà nàng đi theo phía sau dĩ nhiên là ma linh tử. Diệp thần. Mộ Yên tuyệt đối không nghĩ đến sẽ ở nơi này thấy Diệp thần, kích động vạn phần, cũng không lo đạt tới hình tượng, trực tiếp xông đi lên, hung hãn ôm lấy Diệp thần. Ở nàng trong thế giới, Diệp thần từ hải ma bên trong cứu ra nàng. Trừ đi ma đế, Diệp thần chính là nàng người thân nhất. Thời khắc này Diệp thần thậm chí có thể cảm nhận được trước người mềm mại. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Mộ Yên sẽ như vậy thất thố. Ước chừng mấy giây,
Mộ Yên tựa hồ cảm giác được mọi người ánh mắt, vội vàng buông lỏng Diệp Thần cái đó. Đây là ma tộc lễ nghi. Ma Linh Tử cười một tiếng, điện hạ, ta làm sao không nhớ có cái này lễ nghi. Sau đó, Ma Linh Tử ánh mắt rơi vào trên người của hắc bào nam tử, ma đế hiện tại như thế nào? Áo bào đen nam tử chắp tay một cái, ma đế hiện tại ở luyện hóa một vực ngoại đại ma lực lượng, vẫn còn bế quan trạng thái, thuộc hạ chẳng biết lúc nào xuất quan. Hắn bế quan trước giao phó thuộc hạ, đem điện hạ và ngài thiếp nối thần quốc. Ma Linh Tử thở ra một hơi, xem ra chúng ta mọi người tâm huyết không có uổng phí. Chết đi huynh đệ có lẽ có thể yên nghỉ. Chỉ mong lần kế ma đế xuất quan, có thể trấn nhiếp thần quốc thiên đạo cung. Thời khắc này Diệp Thần ngược lại là chú ý tới Ma Linh Tử vết thương trên người, hắn hiện tại y thuật thông trời, tự nhiên phải ra tay. Huống chi ngày đó ma tộc cuộc chiến, Ma Linh Tử không câu chấp hay là để cho hắn cảm động vạn phần. Hắn đi tới Ma Linh Tử trước mặt, trong tay xuất hiện mấy trăm cây châm cứu. Châm cứu lóe lên, ngay tức thì đâm vào Ma Linh Tử quanh thân. Sau đó, Diệp Thần đan điền linh lực phun trào, toàn bộ hội tụ đến chỉ gian, lại dần dần biến thành bảy màu vẻ. Cuối cùng đồng loạt tràn vào đến châm cứu bên trong, truyền đến Ma Linh Tử quanh thân. Mà Ma Linh Tử nguyên bản gương mặt tái nhợt lại dần dần hồng nhuận. Tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đồng loạt đại biến. Bọn họ biết Diệp Thần thiên phú vũ đạo kinh người, lại không nghĩ rằng Diệp Thần y đạo vậy lớn mạnh như vậy. Ma Linh Tử tổn thương nhưng mà tự bạo sinh ra. Loại vết thương này đừng nói linh võ đại lục thần y bó tay, thần quốc thần y cũng không khả năng thời gian ngắn khôi phục như vậy à. Cái này thế gian thật có y võ thông thần tồn tại. Tại chỗ kinh hãi nhất không ai bằng Ma Linh Tử, hắn có thể cảm giác mình quanh thân bị một cổ cực mạnh năng lượng bọc. Mấu chốt điều này có thể tính lại có thể để cho hắn hôm đó bị thương nặng ngũ tạng lục phủ đạt được tân sinh. Không thể tưởng tượng nổi. Ước chừng một phút sau đó, Diệp Thần thu tay về, nhìn về phía Ma Linh Tử cảm giác như thế nào. Một khắc sau, Ma Linh Tử lại trực tiếp quỳ xuống, cảm ơn Diệp tiên sinh cứu chữa. Ma Linh Tử không thể là báo. Diệp Thần cánh tay vung lên, một cổ lực lượng vô hình liền đem Ma Linh Tử nhờ đứng lên, người ta bây giờ vậy coi là người mình, không cần câu nệ nơi này. Sau đó hắn ánh mắt rơi vào Mộ Yên trên mình, nếu có người đưa các ngươi đi thần quốc, vậy chúng ta thần quốc tạm biệt tốt. Rồi sau đó, Diệp Thần ném ra một đạo truyền tin ngọc phù, Mộ Yên, như ở thần quốc xảy ra chuyện, có thể liên lạc ta. Dẫu sao ma đế bây giờ còn đang bế quan, thời gian ngắn khẳng định không thể nào xuất quan. Mình thành tựu thần cực tông trưởng môn đệ tử, có thể bảo tự nhiên sẽ bảo đảm. Mộ Yên nắm thật chặt truyền tin ngọc phù, gật đầu một cái, Diệp Thần, ta là ma đế con gái, trên người huyết mạch không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng đi thần quốc, muốn không được bao lâu, ta thì sẽ vượt qua ngươi. Ngươi không muốn buông lỏng. Diệp Thần sẽ tìm cười một tiếng. Vậy ta có thể phải cố gắng tu luyện, ta cũng không muốn bị ngươi đánh ngã. Biết liền tốt, Mộ Yên đắc ý hất cằm, ngược lại là lộ vẻ được khá là đáng yêu. Sau đó, áo bào đen nam tử lên tiếng, điện hạ, Ma Linh Tử tiền bối, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau sớm lên đường. Lần này đi ra, thuộc hạ không thể ở linh võ đại lục lưu lại thời gian quá lâu. Mộ Yên không thôi nhìn một chút Diệp Thần. Sau đó vẫn là cùng Ma Linh Tử cùng nhau đi theo áo bào đen người đàn ông rời đi. Cùng Mộ Yên rời đi sau đó, Diệp Thần cổ tay lộn một cái, đem một quả đặc thù ngọc phù, ném cho cổ Nam Phi sau đó, nhàn nhạt nói, cái này, người thu, gặp phải chuyện gì có thể lấy ra, trên căn bản, không người nào có thể nhìn thấy quả ngọc phù này, còn dám động cửu U quốc. Cửu U đế nhìn trong tay, có khắc một cái huyền chữ, tinh mỹ vô cùng ngọc phù. Có chút nghi ngờ hỏi, đây là... Diệp Thần xoay người, hướng bên ngoài hoàng cung đi tới, vậy nhàn nhạt mở miệng nói, thần cực tông, trưởng môn ban cho lệnh phù, gặp phù như gặp thần cực tông, phạm ta thần vô cùng người, tuy xa phải giết. Lời vừa dứt, Diệp Thần cùng Chu Viễn Tân bóng người đã biến mất. Chỉ để lại trong hoàng cung, đờ đẫn mọi người. Cổ Nam Phi mắt hổ bên trong, dần dần hiện lên lau một cái thiên diêu địa động vậy rung động thần sắc. Thậm chí, so Diệp Thần chém chết nuôi đang đình, còn muốn rung động 1000 lần, gấp 10000 lần. Thần cực tông, vậy, đó không phải là,
trong thần quốc một cùng tông môn sao? Diệp Thần, đây là muốn nghịch thiên a. Diệp Thần và Chu Viễn Tân bước lên thần cực tông đặc thù phi thuyền, dự định tỉnh hồn nước. Hắn mặc dù có thể biến dạng hư không, nhưng là đối với thần quốc hư không, hắn có thể biến dạng không được. Trừ phi tình huống đặc biệt, vẫn là phải mượn phi thuyền. Hơn nữa thần cực tông phi thuyền, tốc độ cực nhanh, càng thích hợp. Lần này hắn đi tới Linh Võ Đại Lục sau đó, dùng đưa tin ngọc phù, liên lạc qua thương giả, biết được Huyền Nguyệt Tông, hết thảy bình yên, liền không có trở về nữa. Hắn mặc dù vậy hết sức nhớ Hạ Nhược Tuyết, Tôn Di, Tử Ngưng, Phần Anh cùng nữ, còn có thương giả, Bạch Trấn Đường các người, cùng với Diệp Lăng Thiên. Nhưng là, hắn biết, nếu là thật nhớ, nên hơn nữa cố gắng, hơn nữa liều mạng tu luyện, nâng cao thực lực. Chỉ có mình có bảo vệ bọn họ thực lực sau đó, bọn họ mới có thể chân chánh đoàn tụ. Bất quá, hắn trở lại thần quốc sau đó, ngược lại là đi một lần thần huyền tông. Long thần ngược lại là không có nuốt lời, đối với thần huyền tông khá là chiếu cố, mà thần huyền tông vậy mượn cái này cơ hội, đang nhanh chóng phát triển. Diệp Thần tiếp theo liền chuẩn bị đi Sơn Trang, đem cốt lão thay chết vật giao trả lại cho hắn, vậy coi xong thành một chút cốt lão giao phó chuyện. Cốt lão giàu gì là đã từng là thần cực tông trưởng môn người thừa kế, nếu là có thể khôi phục tu vi, Diệp Thần tự nhiên sẽ càng an tâm một ít. Mà đang ở Diệp Thần chạy tới cốt lão Sơn Trang lúc đó, một đạo cực kỳ đậm đà rượu thơm đột nhiên truyền tới. Chu Viễn Tân mặt tròn bên trên nhất thời xuất hiện một chút vẻ say mê. Diệp đại ca, thật là nồng rượu thơm. Ta ở thần cực tông vậy coi là thấy quen rượu ngon, thật đúng là không ngửi được như thế thơm rượu qua. Diệp Thần nhìn lướt qua Chu Viễn Tân, nói, người muốn uống thì uống, không cần hỏi ý ta ý kiến. Hai người trực tiếp hướng một cái núi cửa hàng đi. Núi cửa hàng rất là hẻo lánh, thanh tĩnh không có một bóng người. Chỉ có một cái ông già ngồi ở trên ghế mây, tựa hồ ngủ. Ông già mặt đắp lên một cái chén rượu, sắc mặt đỏ thắm, hiển nhiên là uống say. Chu Viễn Tân gãi đầu một cái, đối với lão già nói, tiền bối, rượu nơi này bán thế nào? Vốn cho là ông già nghe không gặp, lại không nghĩ rằng, ông già trực tiếp mở miệng nói, miễn phí, người có duyên uống thỏa thích. Chu Viễn Tân sững sốt một chút, chợt cũng không nghĩ nhiều, cười hắc hắc, trực tiếp tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, uống một hơi cạn sạch. Mấy ly sau đó, Chu Viễn Tân lại trực tiếp ngủ mê mang. Thời khắc này Diệp Thần nhưng là lộ ra nụ cười cổ quái. Hắn một bước đi tới ông già bên người, đem ông già mặt mũi ngăn che chén rượu bắt lại, bất đắc dĩ nói, Vĩnh Lão, người đây cũng là vậy một gia. Đến thần quốc bán rượu tới. Cái này ghế mây cụ già, không phải người khác, đang Vĩnh Hằng Thánh Vương. Diệp Thần từ vừa mới bắt đầu cũng cảm giác được rượu thơm rất là quen thuộc. Lại nhìn thấy ông lão dáng điệu liền rõ ràng liền cái gì. Vĩnh Hằng Thánh Vương mở mắt ra, duỗi người, sờ một cái râu, giả vờ kinh ngạc nói ơ, đây không phải là Diệp Thần sao? Thật là đúng dịp, cái này không trên tay khuyết điểm tiền, tới thần quốc làm mua bán sao? Diệp Thần liếc một cái Vĩnh Hằng Thánh Vương, nhìn một cái Chu Viễn Tân, bạn ta không có sao chứ? Vĩnh Hằng Thánh Vương cười một tiếng, rượu mạnh mà thôi, tác dụng chậm rất đầy đủ. Chém ách cường giả cũng không chịu nổi, hắn cảnh giới, ngủ một hồi hẳn sẽ không có sao. Diệp Thần lúc này mới yên tâm, ngươi vì tìm ta, không cần phải như thế diễn xuất đi. Vĩnh Hằng Thánh Vương nhìn một cái một bên tàn tạ nhà gỗ, ánh mắt tỏ ý, thằng nhóc thúi, thần quốc khắp nơi là thiên đạo cung tai mắt, ngươi lấy là lão phu muốn à, theo ta đi vào. Trong nhà gỗ, để cho Diệp Thần bất ngờ phải. Nho nhỏ này nhà gỗ thậm chí có trên trăm đạo trận pháp ngăn cách. Hơn nữa có động thiên khác. Trung ương nhất bày một bộ cuộc cờ. Vẫn là tàn cuộc. Rất là Vĩnh Lão phong cách. Diệp Thần đến hiện tại cũng không nghĩ thông, Vĩnh Lão tại sao rất thích cái này trồng ra trận phương thức. Vĩnh Hằng Thánh Vương đã ngồi ở một bên. Diệp Thần tự nhiên ngồi ở Vĩnh Hằng Thánh Vương đối diện. Cố nhiên hiện tại Diệp Thần có đối kháng chém ách tầng 3 thiên lực lượng. Nhưng là hắn phát hiện mình căn bản nhìn không thấu trước mặt Vĩnh Hằng Thánh Vương. Lão đầu này hiển nhiên lại đột phá. Hơn nữa không phải chỉ cần một cảnh giới nhỏ. Chém ách sau đó, một cái cảnh giới nhỏ không phải rất khó đột phá sao? Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút,
Vĩnh Lão dừng lại thái hư đỉnh cấp quá lâu, vạn năm trước có thể liền có đột phá chém ách thực lực. Nội tình không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Vĩnh Lão cũng không nói nhảm, thằng nhóc, hiện tại ngươi nắm trong tay mấy khối luân hồi huyền bi. Diệp Thần ngẩn ra, nghiêm túc nói, trần bia, gió bia đều đã hoàn toàn kích hoạt, viêm bia coi như là luyện hóa, chỉ tiếc viêm bia yêu cầu năng lượng quá mạnh mẽ, ta còn không cách nào hoàn toàn kích hoạt, thậm chí không cách nào vận dụng bên trong lực lượng. Còn nữa, tự ngưng trong cơ thể khối kia luân hồi huyền bi, linh bia, cũng có thể coi là nắm trong tay. Chỉ bất quá ta bây giờ không có biện pháp lấy ra. Hắn tập được thương cổ y thần y thuật, mới phát hiện tử ngưng trong cơ thể luân hồi huyền bi muốn lấy ra cực kỳ khó khăn, hắn không thể nào ích kỷ đến vì huyền bia mà buông tha tử ngưng. Vĩnh Hằng Thánh Vương gật đầu một cái, 10 khối luân hồi huyền bi, người trước mắt coi như là nắm giữ 4 khối. Còn xa xa không đủ à? Khoảng cách ngày hôm đó, không bao lâu. Diệp Thần con người đông lại một cái. Hiếu Kỳ nói, ngày nào? Vĩnh Hằng Thánh Vương nói sang chuyện khác, có ít thứ ta không thể tiết lộ quá nhiều. Tiếp theo, người một mặt tăng lên thực lực, một mặt mau sớm tìm luân hồi huyền bi. Ta đây là biết một ít luân hồi huyền bi tung tích. Diệp Thần đứng lên, khá là kích động nói, Vĩnh Lão, người biết còn dư lại. Vĩnh Hằng Thánh Vương gật đầu một cái, đây cũng là không được bí mật gì, tiết lộ cho ngươi vậy không có sao. Nhiều năm trước, Thiên Đạo Cung cung chủ Hiên Viên Mặc Tà lấy được một khối luân hồi huyền bi, hắn đem khối này luân hồi huyền bi cho một đầu rồng thần. Khối này huyền bia cực kỳ khó giải quyết, người hiện tại căn bản không có chống lại Hiên Viên Mặc Tà thực lực. Cũng may, sự tồn tại của ngươi, Thiên Đạo đỉnh trước không cách nào phát hiện, Hiên Viên Mặc Tà thời gian ngắn không giết được ngươi. Nhưng nhân quả nhuốm máu trận khoảng cách thành trận không bao lâu, đến lúc đó, 49 vị chém ách cường giả đỉnh phong mượn ngươi và ngươi sư tôn nhân quả liên lạc, đột phá những ràng buộc, hạ xuống chu diệt, một kích kia nhưng mà hỗn độn cường giả vậy không ngăn cản được à. Bạn của ta sẽ nghĩ biện pháp kéo dài nhân quả nhuốm máu trận thành công, nhưng không biết có thể kéo dài bao lâu. Diệp Thần ánh mắt thay đổi cực kỳ nghiêm túc. 49 vị chém ách cường giả dùng nghịch thiên trận pháp chu diệt mình. Thiên Đạo Cung cũng quá đại thủ bút đi. Hỗn độn cường giả cũng không ngăn cản được, mình phải nên làm như thế nào ngăn trở. Diệp Thần mới vừa muốn nói cái gì, Vĩnh Hằng Thánh Vương liền ngắt lời nói, cái thứ hai luân hồi huyền bi tung tích, nếu như ta không đoán sai, hẳn tại bắt đầu địa phương. Diệp Thần mặt lộ nghi ngờ, bắt đầu địa phương. Vĩnh Hằng Thánh Vương gật đầu một cái, vốn là đục ngầu con ngươi đột nhiên sắc bén liền vạn phần. Có khối luân hồi huyền bi ở Hoa Hạ. Một giây kế tiếp. Diệp Thần bối rối. Luân hồi huyền bi như vậy nghịch thiên vật, lại có thể ở Hoa Hạ. Cái này, làm sao có thể? Vĩnh Hằng Thánh Vương giải thích, khối kia luân hồi huyền bi cực kỳ đặc thù, thậm chí có thể nói cực kỳ xảo quyệt, có linh tính, hoàn toàn có năng lực biến ảo thành người bình thường, cũng có thể huyễn hóa thành vật nào đó, ta thực lực, dùng thần thức tảo biến toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí còn trái đất, cũng không có phát hiện. Dù là hỗn độn trên cường giả, cũng không cách nào phát hiện. Luân hồi huyền bi thật là thế gian kỳ vật à. Bất quá, ta ở Hoa Hạ vậy đạo tên là Quách Hải Vân phân thân đã có đầu mối. Khối này luân hồi huyền bi biến ảo chi hình, người có thể gặp qua. Nhưng, còn không xác định. Một khi xác định vậy huyền bia vị trí, người phải lập tức lên đường, đi Hoa Hạ. Diệp Thần diễn cảm cực độ cổ quái. Luân hồi huyền bi còn có thể biến ảo người lớn. Hơn nữa mình còn tiếp xúc qua. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, mỗi một khối luân hồi huyền bi thuộc tính đều là cực kỳ đặc thù, năng lượng kinh người, biến ảo người lớn cũng bình thường. Vừa vặn, hắn hồi lâu không hồi Hoa Hạ và Côn Lôn Hư, nếu như Vĩnh Hằng Thánh Vương một khi nhận được tin tức, mình sẽ lên đường. Diệp Thần, gần đây ta ở Thần Quốc thiết lập huyền bia dẫn duyên trận có chút dị động, thuyết minh một chuyện. Có một khối luân hồi huyền bi có thể phải vấn thế. Khả năng này là ra đời thứ 7 khối, người muốn thoáng chú ý. Hôm nay, ta tìm ngươi, chủ vì chuyện này. Ta không thể và ngươi trò chuyện quá nhiều, nếu không Thiên Đạo Cung người sẽ phát hiện ngươi. Ngươi đồng bạn cũng nhanh tỉnh, mau rời khỏi đi. Nói xong, Vĩnh Hằng Thánh Vương liền vội vàng đi ra ngoài.
Mắt xem Vĩnh Hằng Thánh Vương phải đi, Diệp Thần nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, đúng rồi, Viêm Khôn thế nào? Vĩnh Hằng Thánh Vương bước chân dừng lại, do dự mấy giây, mở miệng nói, Càn Khôn nhất tộc không hổ được gọi là thần tộc, Viêm Khôn thực lực tăng trưởng cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, ta ở hết sức ta toàn lực, kích thích hắn tiềm lực và thiên phú. Nếu như ta coi là không sai, các ngươi muốn không được bao lâu liền sẽ gặp mặt. Chỉ bất quá, Linh Võ Đại Lục và Thần Quốc thích hợp hắn thực tập địa phương không nhiều lắm. Nếu như có cần, ta có thể sẽ đưa hắn đi vực ngoại thực tập, đó là chân chánh viễn cổ chiến trường, chỉ có nơi đó mới có thể phóng thích hắn chân chính thiên tính. Đi! Diệp Thần từ trong nhà gỗ đi ra, phát hiện Vĩnh Hằng Thánh Vương sớm đã không thấy tăm hơi. Chu Viễn Tân lảo đảo lắc lư đứng dậy, hùng hùng hổ hổ nói, lão đầu này bán nhất định là rượu giả, ta làm sao quát một tiếng liền say. Ồ, lão đầu kia đâu? CMN, lão đầu này liền rượu giả vậy mang đi. CMN, Chu Viễn Tân lảo đảo đi tới Diệp Thần bên người, xem Diệp Thần ngưng trọng dáng vẻ, ngay tức thì tỉnh rượu hơn nửa, Diệp đại ca, người sẽ không tức giận chứ, ta có phải hay không ngủ rất lâu? Diệp Thần lắc đầu một cái, lên đường đi. Được. Cùng lúc đó, Thần Quốc, một phiến bị băng tuyết bao trùm mặt đất, thỉnh thoảng có thể thấy một ít băng thuộc tính yêu thú du đãng bóng người, ở một cái khí lạnh bốn phía thung lũng bên trong, một tòa vô cùng tinh xảo băng tuyết cung điện, tọa lạc trong đó. Nơi này, chính là một cùng tông môn, thất hàn giáo chỗ. Băng cung bên trong, một người một đầu tóc bạc, mặc làm quần áo trắng bào. Sắc mặt vậy giống vậy trắng bệch, quanh thân tản ra mãnh liệt lãnh ý nam tử, đang đôi mắt khép hờ, ngồi xếp bằng ở một đạo hàn ao bên trong, cái này hàn ao, vô cùng là quỷ dị, nơi này nhiệt độ, đã đạt đến dưới mấy trăm độ, có thể, cái này hàn ao bên trong chất lỏng, lại không có đông dấu hiệu. Đột nhiên bây giờ, tên thanh niên kia nam tử, đôi mắt chợt mở ra. Hai đạo uyển thực chất yếu hàn mang, từ trong con người bắn ra, tuyệt cường khí tức. Phóng lên cao, nguyên bản, ở dưới mấy trăm độ trong hoàn cảnh, cũng không có đông lại hàn ao, lại là ở cái này chàng thanh niên hơi thở dưới ảnh hưởng, ngay tức thì đông thành băng. Chỉ chốc lát sau, nam tử thu hơi thở, phá băng ra, trên mặt, mang lãnh ngạo cùng vẻ hưng phấn. Hắn đi ra cái này tòa băng cung, ngoài cửa, sớm có hai người thần sắc cung kính cô gái xinh đẹp, cầm quần áo, chờ ở nơi đó. Thấy nam tử đi ra. Đều là ôn nhu cười nói, chúc mừng Hàn công tử, lại đột phá cảnh giới. Chàng thanh niên khẽ mỉm cười, hiển nhiên tâm tình không tệ. Đúng rồi, gần đây thần quốc có hay không phát sinh đại sự gì? Một cô gái trong đó trầm tư chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, gần đây có một cái giống vậy thu tập Hàn hệ công pháp cô gái thần bí ra đời, người này tu vi khủng bố, ở thần quốc không tìm được bất kỳ chỗ căn nguyên, hơn nữa mỗi một lần xuất hiện. Cũng sẽ quỷ dị đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Nàng giống như đeo trên người trước không có gì sánh kịp tài nguyên tu luyện vậy. Thuộc hạ chưa bao giờ gặp qua như đột phá này yêu nghiệt. Thần quốc dù là một cùng tông môn vậy không nuôi nổi như vậy người à. Mấu chốt, mỗi một lần cái này thần bí thiếu nữ xuất hiện, thì có một cái tông môn chết. Có người nói, cô gái này là tới đối với thần quốc báo thù. Chàng thanh niên hơi kinh ngạc, cô gái này một lần cuối cùng xuất hiện là cái gì tu vi? Phụ nữ kia không chút do dự, mở miệng nói, chém ách tầng 8 thiên. Ừ, chàng thanh niên có chút không bình tĩnh. Bất quá, rất nhanh, hắn vậy đôi màu băng lam tròng mắt bên trong, liền lóe lên một chút thư thái. Cô gái này và hắn không có bất luận quan hệ gì, sẽ không có dây dưa dễ má. Hắn nghĩ tới điều gì? Hướng về phía hai người phụ nữ phân phó nói, đi, cầm ta trước chuẩn bị khối kia bảng hiệu lấy ra, sau đó, thông báo một tiếng Ngô đạo sư và Chu đạo sư, để cho bọn họ theo ta đi một chuyến. Hai người thiếu nữ sững sốt một chút, không khỏi hỏi, Hàn công tử, ngài phải đi nơi nào? Thanh niên tóc trắng, lạnh lùng cười một tiếng nói, Thần Cực Tông. Một ngày này, Thần Cực Tông sơn môn bầu trời, đột nhiên truyền tới một tiếng chấn thiên long ngâm. Bên trong tông không thiếu đệ tử, tất cả giật mình, ngẩng đầu hướng trời cao bên trong nhìn. Một đạo lạnh như băng, thậm chí âm hàn, còn mang một chút hài hước cùng giễu cợt thanh âm nam tử, ở Thần Cực Tông một đám đệ tử bên tai, vang lên. Thất Hàn giáo,
đệ tử chân truyền Hàn Cửu Khê, đại biểu tông môn tới gặp. Mọi người nghe vậy, đều là thần sắc động một cái. Thất Hàn giáo. Thất Hàn giáo, mặc dù cùng thần cực tông, giống vậy đứng hàng một cùng một trong những thế lực, nhưng, bàn về tông môn thực lực, nhưng là so thần cực tông, cao hơn không ít. Dẫu sao, hiện nay thần cực tông, cơ hồ là một nhóm thế lực bên trong đội sổ. Mà Thất Hàn giáo, thành tựu tông môn, chỉ ít còn so với kia mấy cái một các gia tộc bên trong, yếu nhất nhất tộc, muốn lớn mạnh một chút. Ở một nhóm thế lực bên trong, không thể khinh thường. Mà một nhóm thế lực, làm là thần quốc trụ một trong, bỏ mặc lẫn nhau bây giờ, có nhiều ít minh tranh ám đấu, ngoài mặt, đều là bản thân hài hòa. Nghe được Hàn Cửu Khê tự giới thiệu, vậy bao phủ thần cực tông bầu trời mây mù, lúc này tách ra, mọi người chỉ gặp, một cái cả người băng trắng, vô cùng uy nghiêm, linh tính mười phần, quanh thân long khí cuồn cuộn, vừa thấy liền biết trong cơ thể long tộc huyết mạch không kém băng giao, kéo một chiếc vô cùng là tuyệt đẹp xe bay, từ trời cao bên trong, bay vút lên xuống. Mọi người thấy vậy, không khỏi con người co giúp một cái, mặt lộ rung động vẻ. Cái này băng giao, bất ngờ là một đầu chảm ách cảnh giới yêu thú à. Lại, dùng để kéo xe, hơn nữa, hay là cho một người đệ tử kéo xe. Cái này, vậy quá xa xỉ đi. Huống chi, máu rồng tinh thuần đến như vậy trình độ, cho dù tìm lần toàn bộ thần quốc, đều không tìm ra nhiều ít cái chứ. Bất kỳ phái nam võ giả, phần lớn đã từng có điều khiển long xa, chu du ra giới ảo tưởng, mắt gặp vậy Thất Hàn giáo Hàn Cửu Khê, kéo xe băng giao, huyết mạch lớn mạnh như vậy, không khỏi đều là mặt lộ thần sắc hâm mộ. Phải biết, thần quốc, giao long mặc dù không thiếu, nhưng, huyết mạch chênh lệch, có thể nói, cơ hồ có thể đem cao cấp giao long, cùng sơ đẳng giao long, phân biệt thành hai cái chủng tộc. Trước mắt đầu này băng giao, cả người miếng vảy sắc bén lập lòe, đối với như băng tinh sừng rồng nhánh cây rõ ràng, mắt rồng bên trong, oai rồng tất hiện, cho dù là hỗn độn cường giả, cũng sẽ mơ hồ làm chấn nhiếp. Không chỉ là huyết mạch, cái này phẩm tương, cũng là tốt đến trình độ cao nhất hà. Có thể gặp cái này Hàn Cửu Khê, ở Thất Hàn giáo bên trong, có bao nhiêu được cưng chiều. Vì vậy, không thiếu đệ tử, đều bị cái này băng giao hấp dẫn, đi tới trước sơn môn trên quảng trường. Trong đó, thì có đệ tử chân truyền một trong, bị thần cực tông đệ tử gọi là băng vương Phong Lăng Túc. Lúc này, hắn đang kinh ngạc khó tin ngưng mắt nhìn chiếc kia long xa, tự lẩm bẩm Hàn. Chín khe suối. Long xa rơi xuống đất, vô cùng xa hoa xe bay bên trong, đi xuống một người tóc trắng xanh mâu, vóc người cao gầy, mặc cả người áo dài trắng chàng thanh niên. Ở phía sau nam tử, còn đi theo hai người cả người tràn đầy uy thế người trung niên. Thần cực tông đệ tử, thấy Hàn Cửu Khê ngay tức thì, đều là con người co giúp lại, mặt hiện vô cùng là rung động thần sắc. Cái này Hàn Cửu Khê, lại hơi thở sâu không lường được. Càng mấu chốt chính là, người này thật giống như bất quá 200 tuổi à. Phải biết, thần cực tông chân truyền người thứ nhất, lôi hồn Tần Ngọc Minh, vậy không như thế sâu không lường được hơi thở à. Mà đi theo Hàn Cửu Khê sau lưng hai người người trung niên. Bất ngờ đều là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Mọi người thấy Hàn Cửu Khê, trên mặt không khỏi được hiện ra vẻ cổ quái thần sắc. Làm sao cảm giác, không khí này, có chút đúng không? Hàn Cửu Khê vẫn nhìn mọi người, xanh mâu bên trong, thoáng qua nồng nặc vẻ bất thiện, hắn chậm rãi cười nói, đã nhiều năm như vậy, thần cực tông, vẫn là như cũ à? Một đám đệ tử, nghi ngờ nhìn hắn, cái này Hàn Cửu Khê, còn tới qua bọn họ thần cực tông. Hàn Cửu Khê ánh mắt, từ đám người bên trong quét qua, đột nhiên, rơi vào trên người một người, nụ cười trên mặt, hơn nữa đậm đà nói, Phong huynh, thật lâu không gặp à, làm sao, ta tới các ngươi thần cực tông, ngươi cũng không hoan nghênh ta sao? Dầu gì, chúng ta cũng là đồng tộc chứ? Phong Lăng Túc hơi biến sắc mặt, do dự chốc lát, vẫn là đi tới trước, miễn cười gượng nói, Hàn huynh, thật lâu không gặp. Băng Vương Phong Lăng Túc. Tướng mạo cùng Hàn Cửu Khê kém không nhiều, đồng dạng là tóc trắng xanh mâu. Phong Lăng Túc, cũng là một người cực kỳ xuất sắc thiên tài, tuổi gần 200 tuổi, tu vi cao thâm, nhưng, so với Hàn Cửu Khê, nhưng là khác xa lắc xa lơ. Mọi người, cũng không khỏi có chút thất lạc, đây chính là, cái khác một cùng tông môn thực lực sao. Chênh lệch, có chút lớn.
Hàn Cửu Khê cười nói, Phong huynh, ta lần này tới, là chuẩn bị một món lễ vật, đặc biệt tới đưa cho Thần Cực Tông, dẫu sao, gần đây ngoại môn có một ít nói bóng nói gió, nói ta Hàn Cửu Khê, đối với năm đó từ Thần Cực Tông không trúng tuyển là một cảnh cảnh tại trong lòng. Chuyện năm đó, mọi người nghe vậy, không ít người, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Sắp xỉ 200 năm trước, có một cái tên là Hàn tộc chủng tộc, từ những địa phương khác lưu lạc đến thần quốc, bọn họ sinh tồn ở thần quốc một nơi đất man hoang, cuộc sống qua được hết sức thê lương. Hàn tộc, trời xanh có băng thuộc tính năng lực, nhưng, cũng không phải là một đặc biệt chủng tộc cường đại. Hàn tộc tổ tiên, đã từng tựa hồ cùng Thần Cực Tông tổ sư, có giao tình gì, lấy được một quả huyền nguyên bảo ngọc, bằng cái bảo vật này ngọc, có thể để cho một người đệ tử, gia nhập Thần Cực Tông. Lúc ấy, tộc trưởng Hàn tộc, mang tới bọn họ nhất tộc tuổi tác 10 tuổi dưới toàn bộ thiên tài, tham gia Thần Cực Tông nhập tông khảo hạch. Thần Cực Tông khảo hạch, làm sao sẽ dễ dàng, đặc biệt, là đối với không tới 10 tuổi đứa nhỏ mà nói. Phần lớn đứa nhỏ, đều bị đào thải. Cuối cùng, chỉ còn lại có 2 người. Cái này 2 người, chính là Phong Lăng Túc cùng Hàn Cửu Khê. Bất quá, tộc trưởng Hàn tộc, chỉ có một quả huyền nguyên bảo ngọc. Bọn họ chỉ có thể ngoại lệ thu nhận một người đệ tử. Hơn nữa, mặc dù thông qua khảo hạch là 2 người, nhưng, thật ra thì khảo hạch trưởng lão, các thầy, đều thấy ở trong mắt, Phong Lăng Túc tư chất, xa xa cao hơn Hàn Cửu Khê. Hàn Cửu Khê mặc dù có thể thông qua khảo hạch, là bởi vì là Phong Lăng Túc, ở khảo hạch trong quá trình, không ngừng trợ giúp hắn. Phong Lăng Túc, coi như tuyệt thế thiên tài, đủ để gia nhập Thần Cực Tông. Mà Hàn Cửu Khê tư chất cũng không đủ, thậm chí có thể nói, rất kém xa. Cuối cùng, Thần Cực Tông lựa chọn Phong Lăng Túc. Phong Lăng Túc và Hàn Cửu Khê, ở khi còn nhỏ hậu, có thể coi như là sinh tử chi giao, biết bị chọn chúng chính là mình sau đó. Phong Lăng Túc lại là quỳ xuống đất, thỉnh cầu đạo sư, trưởng lão đem Hàn Cửu Khê, cùng chung thu vào trong môn. Có thể, quy củ chính là quy củ, nào có tốt như vậy vi phạm. Mà Hàn Cửu Khê biết trúng tuyển là Phong Lăng Túc sau đó, không có nói gì nhiều, thậm chí, trên mặt còn duy trì nụ cười. Một loại, để cho người nhìn khó hiểu cảm thấy rợn cả tóc gáy nụ cười. Từ đây, Phong Lăng Túc ở lại Thần Cực Tông, lấy được phong phú tu võ tài nguyên, ở võ đạo bên trên, không ngừng tinh tiến, mà Hàn Cửu Khê, nhưng lần nữa trở lại vậy nơi nghèo nàn, mỗi ngày, đều ở đây vì sinh tồn mà vùng vẫy. Thậm chí, vì còn sống. Hàn tộc toàn thể, hoàn thành nào đó gia tộc nô lệ. Trừ cái này, Phong Lăng Túc. Nguyên bản thân phận giống nhau 2 người, sau đó, nhưng là khác xa lắc xa lơ, một cái là một cùng tông môn đệ tử, một cái, là đê tiện cực kỳ nô lệ. Sau thời gian, Phong Lăng Túc không có phụ lòng trưởng lão và các thầy mong đợi, một đường quật khởi, ngắn ngủi 200 năm, liền đột phá hết thảy, trở thành đệ tử chân truyền một trong. Nguyên bản. Hắn có thực lực sau đó, liền muốn tìm đã từng là tộc nhân, giải cứu hắn cửa, nhưng mà, một phen đắng tìm sau đó, hắn nhưng nhận được tin tức, cái đó đem bọn họ tộc nhân thu làm nô lệ gia tộc, đã bị diệt tộc, Hàn tộc người, vậy mất đi tung tích. Cho đến đếm 10 năm trước, hắn đột nhiên nghe nói, mình đã từng là sinh tử chi giao, Hàn Cửu Khê, ở trong thần quốc, thanh danh vang lên, tương truyền, hắn thức tỉnh băng máu thần mạch, tu hành tốc độ, một ngày ngàn dặm. Càng bị chủ tu băng đạo thất hàn giáo, thu làm môn hạ, vừa vào thất hàn giáo, liền sáng lập vô số kỳ tích. Vốn là, Phong Lăng Túc, vì thế rất mừng rỡ, có thể, làm hắn đi thất hàn giáo viếng thăm tên này đã từng là đồng tộc lúc. Lại nhận được Hàn Cửu Khê làm nhục. Thậm chí, còn tuyên bố, tương lai có một ngày, ắt sẽ thân chí Thần Cực Tông, để cho những thần kia vô cùng tông ngu xuẩn, thấy rõ ràng, người nào mới thật sự là thiên tài. Hàn Cửu Khê vỗ tay một cái, xe bay bên trong, lại đi ra 2 người cô gái xinh đẹp, trong tay các nàng, còn cầm một tấm bảng. Bảng hiệu bên trên, đang đắp vải đỏ. Hàn Cửu Khê nhận lấy tấm bảng hiệu này, hướng về phía Phong Lăng Túc cười nói, cái này, chính là ta đưa các ngươi Thần Cực Tông lễ vật. Dứt lời, đem bảng hiệu trên vải đỏ vạch trần. Vậy là một khối, do vạn năm hàn băng, điêu khắc thành bảng hiệu, chế tạo tinh mỹ cực kỳ. Thậm chí có thể nói là quỷ phủ thần công. Có thể làm Hàn Cửu Khê, vạch trần vải đỏ ngay tức thì, toàn trường, nhưng là một phiến tĩnh mịch.
tất cả tại chỗ đệ tử, nhìn chằm chằm vậy trên tấm bảng chữ to, đều là cặp mắt ứ máu, vô cùng tức giận trợn mắt nhìn Hàn Cửu Khê. Vậy bảng hiệu bên trên, bất ngờ viết, hai cùng tông môn, bốn chữ to. Cái này, là muốn thần cực tông lăn ra khỏi một cùng tông môn hàng ngũ à? Có thể gia nhập thần cực tông đệ tử, cái nào không kiêu ngạo? Há có thể dễ dàng tha thứ người khác, ngay trước mọi người làm nhục mình tông môn. Lúc này, một đám đệ tử, hướng về phía Hàn Cửu Khê nổi giận mắng, khốn kiếp, thu hồi ngươi bảng hiệu. Lăn ra khỏi ta thần cực tông. Lấn hiếp người quá đáng. Phong Lăng Túc cũng là sắc mặt âm trầm đối với Hàn Cửu Khê hỏi, Hàn huynh, người đây là ý gì? Hàn Cửu Khê cân nhắc nhìn Phong Lăng Túc, châm chọc nói, ha ha, thế nào? Tấm bảng hiệu này không thích hợp các ngươi sao? Nghe nói, ngươi trở thành đệ tử chân truyền. Xem ngươi như vậy rác rưởi, cũng có thể trở thành đệ tử chân truyền tông môn, ở chúng ta một cùng tông môn bên trong, nhưng mà phần độc nhất à? Thế nào? Không phục sao, Phong công tử. Mọi người lửa giận càng tăng lên, cái này Hàn Cửu Khê không chỉ có làm nhục toàn bộ thần cực tông, còn nghĩ bọn họ đệ tử chân truyền, mắng là rác rưởi. Trong chốc lát, tất cả mọi người là cắn chặt hàm răng, đôi mắt ứ máu, cơ hồ đều muốn không khắc chế nổi ra tay. Bị ngay trước mọi người nhục mạ Phong Lăng Túc, tự nhiên cũng là căm hận tới cực điểm, cả người cũng đang khẽ run, móng tay, cũng lõm vào nhục trưởng bên trong. Máu tươi, theo lòng bàn tay chảy xuống. Có thể, hắn nhưng là khẽ cúi đầu, không có đi xem Hàn Cửu Khê. Bởi vì, hắn biết, mình phải nhịn đi xuống. Coi như hắn tức giận nữa, thì có thể làm gì? Không nói Hàn Cửu Khê tu vi, vượt qua xa hắn, chính là vậy băng máu thần mạch, liền không phải hắn có thể chống lại được à. Hiện đang xuất thủ, chỉ là tự rước lấy thôi, chỉ sẽ để cho thần cực tông hơn nữa mất thể diện thôi. Phong Lăng Túc hít sâu một hơi, cố đè xuống lửa giận trong lòng, mang không cam lòng cùng sỉ nhục hướng về phía Hàn Cửu Khê mở miệng nói. Chín khe suối, ngươi không phải là muốn nói cho ta, ngươi so ta mạnh sao? Ta thừa nhận ta không bằng ngươi, ngươi hài lòng chưa? Mời ngươi, xem ở ngươi ta vẫn là đồng tộc phân thượng, trở về đi thôi. Thực lực không đủ, nói lại hơn đều là nói nhảm. Hắn bây giờ có thể làm, chính là cúi đầu thôi. Mình chịu nhục, cũng tốt hơn liên quan tông môn, cùng nhau chịu nhục. Ha ha! Hàn Cửu Khê, nhưng là cười, nụ cười kia, giống như năm đó hắn bị thần cực tông buông tha lúc đó, nơi lộ ra như nhau. Hắn bị thần cực tông buông tha sau đó, ăn rồi nhiều ít đắng. Vậy đơn giản, không phải là người qua cuộc sống. Có thể Phong Lăng Túc đâu, hắn nhưng ở thần cực tông, hưởng thụ những cái kia, vốn nên thuộc về mình hết thảy. Hắn làm sao có thể, dễ dàng như vậy thả qua hắn. Hàn Cửu Khê màu băng lam cặp mắt bên trong, dâng lên nồng nặc vẻ oán độc nói, không bằng ta. Ha ha, Phong Lăng Túc, ngươi không khỏi cầm mình, xem được quá thấp chứ. Năm đó, vậy một đám thần cực tông đạo sư, các trưởng lão, cũng không thì cho là như vậy à. Làm sao hiện tại, thành không bằng ta đâu. Ta hôm nay chính là tới xem, thần cực tông ánh mắt, rốt cuộc tốt bao nhiêu. Bọn họ chọn lựa thiên tài, rốt cuộc so ta cường thượng nhiều ít. Phong Lăng Túc, lại vậy không cách nào nhẫn nại, chợt ngẩng đầu lên, hướng về phía Hàn Cửu Khê lạnh lùng nói, Hàn Cửu Khê. Ngươi có phải hay không thật là quá đáng? Ngày đó khảo hạch lúc đó, ta chẳng lẽ không có giúp ngươi? Ta không có vì ngươi cầu tha thứ. Thậm chí, nghe được ngươi tin tức sau đó, còn đi tìm qua ngươi, có thể ngươi, nhưng giễu cợt ta. Ta chưa bao giờ ghi hận qua ngươi, ngươi hôm nay lại vì sao hùng hổ dọa người như vậy? Trợ giúp. Hàn Cửu Khê trên mặt nụ cười, hơn nữa dữ tợn, ta cần ngươi cái phế vật này giúp ta sao? Ngươi giúp ta là vì hại ta, để cho ta cho thần cực tông người lưu lại ấn tượng xấu. Phong Lăng Túc, năm đó, ta không nhìn ra ngươi lại hèn hạ đến loại trình độ này. Phong Lăng Túc khó có thể tin nhìn Hàn Cửu Khê, tại sao có thể có loại người này? Mình hảo tâm ý tốt giúp hắn, ở hắn trong mắt, nhưng thành hắn oán hận mình lý do. Nếu không phải hắn xuất thủ tương trợ, Hàn Cửu Khê, đừng nói là bị thần cực tông chọn, liền còn sống thông qua khảo hạch, cũng không thể à. Không nói ra lời. Hàn Cửu Khê mỉa mai cười một tiếng, tựa như xem thấu hết thảy vậy, hắn sắc mặt rất nhanh bình phục lại,
mở miệng nói, Phong Lăng Túc, ta vốn là đúng là đến tìm ngươi, nhưng là, thấy ngươi rác rưởi đến loại trình độ này sau đó, ta mất đi hứng thú, ngươi biết không? Ngươi căn bản, không xứng và ta động thủ. Dứt lời, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua, vô cùng tức giận một đám thần cực tông đệ tử nói, thất hàn giáo chân truyền hàn cửu khê, tố văn thần cực tông, thiên tài, lớp lớp xuất hiện, đặc biệt, tới lãnh giáo một chút, ha ha, hy vọng một cái một cùng tông môn đệ tử, mới có thể có dũng khí, và ta so tài mấy chiêu. Hắn nặng nề cầm trong tay huyền băng bảng hiệu, đập xuống đất nói, ta hàn cửu khê, một người chiến các ngươi toàn bộ. Trên quảng trường, nổi lên một đạo gió lạnh, tựa như, đống kết vạn vật, im hơi lặng tiếng. Phong Lăng Túc, bao gồm một đám đệ tử, đều là tức giận đến cơ hồ muốn nhập ma vậy nhìn chằm chằm hàn cửu khê, có thể, nhưng không có một người, dám mở miệng ứng chiến. Bọn họ thần cực tông, chân truyền thứ nhất lôi hồn Tần Ngọc Minh, hơi thở vậy yếu hơn người này. Cái này, đánh như thế nào? Nói lời khó nghe, thần cực tông đệ tử, chen nhau lên. Cũng không biết là hàn cửu khê đối thủ. Bất quá, nếu như nói bọn họ còn có hy vọng gì mà nói, người kia. Dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Ma thần Diệp Thần. Sáng lập vô số kỳ tích trưởng môn đệ tử, Diệp Thần, Diệp Sư Huynh. Có thể dưới mắt, Diệp Sư Huynh, hết lần này tới lần khác không có ở đây bên trong tông à. Trong hư không, Ngọc Chân Tử cùng đại trưởng lão ngưng mắt nhìn trên quảng trường phát sinh hết thảy. Đại trưởng lão lạnh giọng nói, cái này thất hàn giáo tiểu tử, quá mẹ hắn thiếu đánh. Lại làm nhục ta như vậy thần cực tông. Ngọc Chân Tử sắc mặt, cũng là một phiến âm trầm, vẫn còn là lạnh lùng nói, hừ, vậy thì như thế nào? Lạc hậu, thì phải bị đánh, tới chỗ nào, đều là vạn cổ không đổi chân lý. Mài rũa một chút đám tiểu tử này, cũng tốt, không biết hổ thẹn, như thế nào tiến bộ. Bất quá, nói, tuy là như thế nói. Ngọc Chân Tử nhưng như có như không, hướng sơn môn ra, nhìn một cái. Diệp Thần lúc nào trở về? Hàn Cửu Khê ánh mắt quét qua tại chỗ một đám thần cực tông đệ tử, trên mặt lãnh ý hơn nữa đậm đà, bước ra một bước, mở miệng nói. Không thể nào, đường đường một cùng tông môn đệ tử, bị ta như vậy làm nhục, còn thờ ơ. Ta cảm giác chính là con chó cũng sẽ nhào lên cắn ta à. Các ngươi chẳng lẽ là gỗ? Liền con chó cũng không bằng sao, đây chính là thần cực tông đệ tử, đây thật là để cho hàn nào đó, mở rộng tầm mắt à. Hắn lộ ra một nụ cười sáng lạng nói, ngày hôm nay chỉ mang theo tấm bảng này, quên cho các ngươi mang một khối khác, xin lỗi à. Các ngươi cảm thấy, chó tông đệ tử, cái này bốn chữ như thế nào? Đây là triệt để, cầm thần cực tông mặt mũi, để dưới đất trà đạp, cũng không thể nói là giễu cợt. Mà là trực tiếp nhục mạ à. Đối với thần cực tông đệ tử hoàn toàn không nể mặt nhục mạ. Hắn hàn cửu khê cần mặt mũi. Chỉ cần thần cực tông cao tầng, không nhúng tay vào, hắn có tự tin treo đánh toàn bộ thần cực tông đệ tử. Còn như cao tầng nhúng tay. Ha ha, hắn hiện tại làm, tối đa coi như là bái sơn, trao đổi một chút mà thôi, không phải sao. Mà thần cực tông cao tầng, nhúng tay tiểu bối sự việc, tính chất liền biến. Đó là, sẽ khơi mào hai tông chiến tranh, một nhóm thế lực lẫn nhau tranh đấu, toàn bộ thần quốc đều phải loạn. Như vậy, thần cực tông liền sẽ trở thành là toàn bộ thần quốc tội nhân. Hàn Cửu Khê tin tưởng, bọn họ sẽ không như vậy ngu xuẩn. Nhưng vào lúc này, ầm một tiếng, phổ biên khí lạnh từ Phong Lăng Túc trên mình, cuồng trào ra, hắn cặp mắt đỏ tươi địa đối trước Hàn Cửu Khê nói, im miệng đi. Ta, cùng ngươi đánh một trận. Bị người mắng như vậy, nếu như còn có thể nhẫn, hắn coi như cái gì người đàn ông. Coi như, thực lực sai biệt lớn hơn nữa, cũng phải liều mạng. Hàn Cửu Khê nhưng là làm bộ khoát tay nói, ngươi là thứ gì? Muốn cùng ta đánh một trận, ta cũng không xem ngươi như vậy buồn nôn, có mượn đồng tộc, tôn lên mình hứng thú à? Đây là cuối cùng, cho ngươi chừa chút mặt, ngươi hiểu được khiêm tốn tiếp nhận, biết không? Cho ta chết. Một lần nữa bị vũ nhục, Phong Lăng Túc hoàn toàn bùng nổ, không để ý hết thảy xông về Hàn Cửu Khê, trong tay nhiều hơn một chuôi toàn thân do bông tuyết chế tạo cổ khí cực phẩm trường kiếm, vô cùng khí lạnh, từ trong cơ thể xông ra, bơm vào đến thanh trường kiếm kia bên trên. Vạn dặm hàn thiên kiếm, Phong Lăng Túc khẽ quát một tiếng, một kiếm chém ra.
vô cùng kiếm quang giống như vạn trượng gió tuyết vậy, hướng Hàn Cửu Khê, cuộn sạch đi. Nháy mắt tức thì, toàn bộ thần cực tông, tựa như cũng rơi vào băng thiên nơi tuyết vậy. Mà ở nơi này trong gió tuyết, Phong Lăng Túc, chính là nắm giữ băng hàn thần. Một đám thần cực tông đệ tử thấy vậy, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Một kiếm này, vô cùng là tươi đẹp. Vạn dặm hàn thiên kiếm, cổ khí kiếm quyết, mà Phong Lăng Túc, đã tu luyện đến sâu đậm bước. Từ kiếm quyết bên trong, tìm hiểu ra liền khá là đậm đà võ đạo căn nguyên. Lại phối hợp hắn thân là hàn tộc, trời xanh đối với băng hàn lực nắm trong tay, là kiếm quyết này, bằng tăng gấp mấy lần uy lực. Tổng thể mà nói, một kiếm này đã đủ để chém chết đến chém ách ba tầng thiên võ giả. Cho dù, Hàn Cửu Khê tu vi vượt qua Phong Lăng Túc, cũng có từng tia thủ thắng có thể à. Hàn Cửu Khê đứng ở đó trong gió tuyết, lại là ngay cả động cũng không có nhúc nhích một chút, khóe mắt, lướt qua một chút vẻ châm chọc nói, nghe nói, danh hiệu của ngươi, gọi là Băng Vương. Hắn thanh âm, bỗng nhiên âm hàn xuống nói, cái này, đơn giản là đối với băng cái chữ này làm nhục. Một khắc sau, Hàn Cửu Khê trong cơ thể, giống vậy bộc phát ra một hồi kinh thiên hàn ý. Nguyên bản, ở Phong Lăng Túc kiếm khí bên trong, giống như rơi vào băng thiên tuyết địa mọi người, lúc này nhưng là tựa như tiến vào lạnh vô cùng địa ngục. Không thiếu tu vi yếu hơn đệ tử, đều là tứ chi cứng ngắc, động cũng không nhúc nhích được, trực tiếp bị đóng băng. Thời gian, tựa như xuất hiện chốc lát ngừng, Phong Lăng Túc vậy dùng mình kiếm khí, đột nhiên lại nữa hướng Hàn Cửu Khê vọt tới, mà là ở một thoáng kia ngưng trệ một cái sau đó, cuốn ngược mà quay về. Điều này sao có thể? Phong Lăng Túc kêu lên một tiếng, hắn nghĩ tới một kiếm này đánh ra sau đó, vô số loại kết quả, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, mình đánh ra một kiếm, lại là đánh tới mình. Phong Lăng Túc cắn chặt hàm răng, liều mạng nghịch chuyển kiếm khí của mình đồng thời, cưỡng ép phân ra một đạo linh lực, trong miệng khạc ra một ngụm máu tươi, nạt nhỏ, linh băng thuẫn. Một đạo băng thuẫn, hiện lên ở trước người của hắn, mặc dù, Phong Lăng Túc bởi vì mạnh phần linh lực, mà bị cắn trả. Nhưng, sắc mặt, vẫn là buông lỏng một phần. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng, ở tuyết bay đầy trời bên trong vang vọng. Ở ta trước mặt trời băng, chính là tự tìm cái chết. Hàn Cửu Khê thân hình một cái đung đưa, liền xuất hiện ở Phong Lăng Túc trước mặt, tiện tay chỉ một cái trước mặt băng thuẫn, quát khẽ băng thần thể, mở. Một đạo khí lạnh, lại là không nhìn thẳng vậy băng thuẫn, tràn vào Phong Lăng Túc trong cơ thể. Nháy mắt tức thì, gió tuyết, băng thuẫn, đồng thời biến mất. Giữa không trung bên trong, hiển lộ ra hai người bóng người. Mọi người thấy hai người kia, nhưng là con người co rúc lại, mặt lộ chấn động tủng vẻ. Lúc này, bị dự là băng vương Phong Lăng Túc, lại là giống như một sắp bị đông người chết vậy, bị Hàn Cửu Khê giữ lại cổ họng, xanh cả mặt, không ngừng run rẩy. Hàn Cửu Khê, lại là dùng băng. Hoàn toàn nghiền ép băng vương Phong Lăng Túc. Hàn Cửu Khê ngưng mắt nhìn Phong Lăng Túc, cười lạnh nói, ta không phải cùng ngươi nói qua, ngươi không xứng và ta đánh một trận sao? Cần gì phải tự rước lấy đâu? Băng vương, cẩu vương, còn không kém bao nhiêu đâu. Hiện tại, ta khí lạnh đã xâm nhập trong cơ thể của ngươi, chỉ cần ta nghĩ, có thể ngay tức thì đem ngươi kinh mạch toàn thân đông bể, biết không? Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Kinh mạch toàn bộ đông bể, mặc dù, không bị chết, nhưng, đối với chảm ách cảnh võ giả, cũng là ảnh hưởng cực lớn à. Cho dù muốn khôi phục, cũng phải 10 năm 8 năm chứ. Thậm chí, có thể ảnh hưởng đến tu võ căn cơ. Đối với Phong Lăng Túc như vậy thiên tài mà nói, thật là, chính là tuyên bố tử hình. So giết hắn, còn khó chịu hơn. Hàn Cửu Khê, quá ác. Phong Lăng Túc hai tròng mắt bên trong. Vậy thoáng qua vẻ hoảng sợ. Hàn Cửu Khê cân nhắc cười nói, sợ, ngươi còn có thể nói chuyện chứ? Chỉ cần ngươi, học một tiếng chó sủa, ta sẽ bỏ qua ngươi, như thế nào? Phong Lăng Túc trầm mặc, chỉ chốc lát sau, hắn há miệng ra. Hàn Cửu Khê trên mặt, hiện lên thỏa mãn nụ cười, thoải mái, quá đã. Báo thù cảm giác, quá đã. Có thể một khắc sau, Phong Lăng Túc lại là mặt hiện vẻ độc ác. Nổi giận mắng tự ti tạp loại. Hàn Cửu Khê sững sốt một chút, mặt hiện vẻ giận, bất quá rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại, ầm một tiếng nổ vang, cuồn cuộn khí lạnh,
từ Phong Lăng Túc trong cơ thể xông ra. Phong Lăng Túc phát ra một tiếng hét thảm, ta kinh mạch. Ta kinh mạch à. Hàn Cửu Khê tay buông lỏng một chút, Phong Lăng Túc thân thể, liền rơi xuống đất, nhưng mà, kinh mạch đứt đoạn hắn, ngay cả động cũng không nhúc nhích được, hai đạo máu nước mắt, từ hắn trong mắt xông ra. So với chết, hắn sợ hơn mình tu võ căn cơ bị hủy, để cho mình, từ thiên tài biến thành người phàm. Nếu như, chỉ có hắn một người mà nói, hắn có thể thật sẽ học chó sủa. Nhưng mà, hắn không phải một người. Hắn là ở Thần Cực Tông, một đám đệ tử trước mặt. Hắn là Thần Cực Tông đệ tử chân truyền, Băng Vương Phong Lăng Nghiêm Túc. Cho nên, hắn tuyệt không thể ở chỗ này, hướng Hàn Cửu Khê cúi đầu. Còn có ai? Hàn Cửu Khê nhưng là lơ đễnh, lần nữa rơi vào vậy huyền băng bảng hiệu bên cạnh, quét nhìn mọi người, trên mặt vẻ khinh miệt, không chút nào che giấu. Chân truyền thứ nhất, lôi hồn Tần Ngọc Minh đôi mắt bên trong, điện mang lóe lên. Đó là hắn lửa giận. Hắn biết, mình không phải là Hàn Cửu Khê đối thủ, nhưng mà, hắn nhưng vẫn, hướng Hàn Cửu Khê đi tới, có lúc, chiến đấu không chỉ là có thể thủ thắng hay không vấn đề. Có lúc, chiến đấu, là một loại trách nhiệm. Mang Sơn Sơn Trang. Diệp Thần và Chu Viễn Tân không có tiến vào Sơn Trang. Diệp Thần linh thức đảo qua, để cho Diệp Thần bất ngờ phải, cốt lão căn bản không ở. Hơn nữa Duẫn Mính cũng không ở. Ngay tại lúc này, một cái sơn trang người làm thở hổn hển chạy ra. Diệp công tử, ngài cuối cùng cũng tới. Diệp Thần khẽ nhíu mày, cốt lão và Duẫn tiểu thư đâu? Vậy người làm đem một quả ngọc bài giao cho Diệp Thần. Diệp công tử, đây là cốt lão để cho ta giao cho ngươi, nói ngươi nhìn liền sẽ rõ ràng. Diệp Thần gật đầu một cái, nhận lấy ngọc bài, hơi cảm ứng. Ngay tức thì trong đầu truyền đến cốt lão thanh âm quen thuộc. Diệp Thần, người nhận được ngọc bài này, hẳn là ở Thần Cực Tông tìm được đồ ta liền đi. Vật này cực kỳ trọng yếu, người tạm thời giữ. Ta nhận được ma linh tử đi tới thần quốc tin tức, ta thật là cao hứng, vẻ kích động khó mà lời nói. Ma linh tử thành tựu ta bạn tốt, vậy thành tựu Duẫn Mính sư phụ, chúng ta cũng nên đi gặp vừa gặp. Ta tuy là phế nhân, lại nữa có đã từng là huy hoàng. Nhưng ma linh tử một mực cùng ta cầm rượu nói vui mừng, ta đã đem hắn làm huynh đệ ta. Hắn để cho ta rõ ràng, thế gian còn có hy vọng. Hắn để cho ta rõ ràng, quang minh sẽ đảo qua hắc ám. Cho nên ta và Duẫn Mính sẽ rời đi Sơn Trang một đoạn thời gian, như ngươi lúc này tới, vậy thì về trước Thần Cực Tông. Ngày khác, ta như trở về, sẽ dùng cái ngọc bài này lần nữa liên lạc ngươi. Đến lúc đó người ta cầm rượu nói vui mừng. Diệp Thần đem ngọc bài thu cất, ánh mắt nhìn về phía Chu Viễn Tân, xem ra cốt lão không có ở đây, vậy chúng ta lần sau lại tới quấy rầy. Xem ra ma linh tử và cốt lão quan hệ, sao ta tưởng tượng còn muốn sâu à? Chu Viễn Tân sờ một cái lỗ mũi, Diệp đại ca, chúng ta mau trở lại Thần Cực Tông đi, ta muốn đạo sư liền đây. Diệp Thần liếc một cái Chu Viễn Tân, đi. Rất nhanh. Hai người liền trở về Thần Cực Tông. Diệp Thần và Chu Viễn Tân sử dụng Ngọc Chân Tử giao cho hắn lệnh bài, mở ra hộ sơn đại trận, trở lại Thần Cực Tông bên trong. Hai người hướng sơn môn phương hướng bay đi. Chu Viễn Tân mặt tròn bên trên, đột nhiên hiện ra vẻ nghi hoặc vẻ, đối với Diệp Thần hỏi, Diệp đại ca, thật giống như có điểm không đúng. Diệp Thần gật đầu một cái, ngày xưa không thiếu đệ tử, sẽ ở núi gian lui tới, có thể ngày hôm nay. Bọn họ lại không có đụng phải một người. Một khắc sau, mạnh mẽ thần niệm, từ Diệp Thần ấn đường bên trong, cuồng trào ra. Cơ hồ, liền đem toàn bộ Thần Cực Tông bao phủ. Chân võ ý, cùng với vậy võ đạo ý cảnh lực, đối với thần hồn, cũng coi là một loại biên độ tăng trưởng. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần nhướng mày một cái, kéo lại Chu Viễn Tân nói, chúng ta đi. Thân hình hắn cuồng tránh, hướng sơn môn phương hướng đi. Lúc này, sơn môn phía trên trong hư không, Ngọc Chân Tử cùng đại trưởng lão sắc mặt, đã là xanh mét một mảnh. Trên quảng trường, ngổn ngang, nằm từng cái Thần Cực Tông đệ tử, mỗi một cái đều là trọng thương, như vậy có thể tổn thương đạt tới tu võ căn cơ trọng thương. Hơn nữa, mỗi một cái, còn đều là Thần Cực Tông bên trong, cực kỳ đệ tử ưu tú. Bọn họ thật muốn ngồi yên không để ý đến. Có thể như bọn họ nhúng tay.
chuyện nghiêm trọng trình độ thật liền lên cao một tầng thứ. Hàn Cửu Khê nhìn trên đất những cái kia chân truyền, đệ tử nội môn, quái gở hướng về phía Thần Cực Tông một đám đệ tử nói, liền cái này. Ừ, không có ai, tiếp tục tới cùng ta so tài sao. Ta cũng đã làm cho liền các ngươi một cái tay, thậm chí, còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, những thứ này nội môn rác dưới, lại thế nào bại khó như vậy xem à. Hắn đánh chụp bên cạnh khối kia hai cùng tông môn bảng hiệu nói, tấm bảng này, đưa cho các ngươi, thật là danh bất hư truyền à. Có thể, một đám đệ tử chỉ có thể cúi đầu, trầm mặc, trong mắt bên trong, là một phiến tuyệt vọng. Những thần kia vô cùng tông mạnh nhất các đệ tử, cũng thua ở Hàn Cửu Khê thủ hạ, bọn họ lại có thể làm gì chứ? Còn như liều mạng, ha ha, làm Hàn Cửu Khê bên cạnh hai người người trung niên, là trưng bày sao? Hai người kia, đều là sâu không lường được tu vi. Đại trưởng lão cặp mắt, đều phải trừng ra hốc mắt, cả người linh lực cáu kỉnh, cắn răng nói, tiểu xúc sinh này, là thật phải đem sự việc làm tuyệt à. Ngọc Chân Tử, trầm mặc. Cái này Hàn Cửu Khê, chân thực quá làm người ta chán ghét. Cho dù là bọn họ như vậy sống không biết bao lâu, tâm tính cực kỳ trầm ổn lão quái vật, đều phải không nhìn nổi. Đại trưởng lão than thở một tiếng. Dung nhan tựa như già mấy phần nói, ta Thần Cực Tông, thật chẳng lẽ muốn sa sút. Trẻ tuổi nhất đại đệ tử, và cái khác một nhóm thế lực chênh lệch, đã lớn đến loại trình độ này sao? Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta Thần Cực Tông mặt mũi, lại có ai để bảo vệ? Bọn họ dẫu sao là thế hệ trước, không thể nào tự mình kết quả, có thể Thần Cực Tông bên trong, lại có ai, có thể đứng ra đâu? Lạc hậu, thì phải bị đánh, đệ tử không bằng người ta. Sẽ bị người khác khiêu chiến, bị người khác làm nhục. Thần quốc, chính là như thế tàn khốc. Không sai, đã từng chúng ta Thần Cực Tông đệ tử, cơ hồ bị cái khác một nhóm thế lực, dậm ở dưới chân, ngay cả chúng ta những ông già này, đều có chút không ngốc đầu lên được. Vừa nói, hắn hai tròng mắt bên trong, chợt bộc phát ra hai đạo tinh quang. Nhưng mà, vậy cũng chỉ là đã từng. Không phải sao, Thần Cực Tông đã không lại là đi qua cái đó Thần Cực Tông. Bây giờ Thần Cực Tông, có một người đệ tử, gọi là Diệp Thần. Trong nháy mắt, đại trưởng lão hoàn toàn rõ ràng, Diệp Thần tại sao ở Ngọc Chân Tử trong lòng, có trọng yếu như vậy. Thần Cực Tông trẻ tuổi một đời, cần một cái có thể đứng ra người à. Nhưng vào lúc này, một đạo trong trẻo lạnh lùng, mang rét lạnh ý vị thanh âm nam tử, ở Thần Cực Tông trên quảng trường vang lên. Ngươi! Muốn đánh. Thanh âm này, rất quen thuộc. Soạt một tiếng, tất cả mọi người, cũng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Người nói chuyện, dĩ nhiên là Diệp Thần. Trong chốc lát, một đám Thần Cực Tông đệ tử, đều là vô cùng được kích động. Diệp Thần, tới. Thần Cực Tông mạnh nhất đệ tử, Thần Cực Tông kiêu ngạo, sáng lập vô số kỳ tích ma thần Diệp Thần, trở về. Ở bọn họ nhất tuyệt vọng. Cần nhất hắn thời điểm, xuất hiện. Trong lòng của mọi người, cũng dấy lên một đoàn lửa, một đoàn hy vọng lửa. Hàn Cửu Khê thấy những đệ tử này, hai tròng mắt tỏa sáng hình dáng, không khỏi nhướng mày một cái, đây là chuyện gì xảy ra? Theo hắn biết, Thần Cực Tông, chân truyền người thứ nhất, không phải đã bị hắn đông bể kinh mạch lôi hồn Tần Ngọc Minh sao? Rất nhanh, đám người tách ra, một người nam tử đi tới Hàn Cửu Khê trước mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 129.